Chương 1101 Cực tốc đi tới Quỷ hỏa tổ chức sao huyệt khoảng cách từ thiện trang viên cũng không xa La Phong cùng Yến Quy Lai đều là đương thời nhất đẳng tuyệt thế cường giả Toàn lực lên nhanh phía dưới Người chung quanh bóng người liền một cái cái bóng cũng bắt không đến Hướng về từ thiện trang viên tiếp cận Từ thiện trang viên Chiến đấu đã đến gây cấn Lê ông làm phản Này lên kia xuống tình huống dưới Để tiết sợ bọn người lâm vào cực lớn bị động bên trong Pitzer cùng Garnet liên thủ, cùng Lê Ông triển khai chiến đấu kịch liệt. Lê Ông danh xưng nước Anh đệ nhất cao thủ, một cái quân tự kiếm múa đến kín không kẻ hở, nước không vào, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàng quan chói mắt. Garnet ánh mắt toát ra lo lắng. Hắn có dự cảm, Lê Ông còn không có toàn lực ứng phó, thế nhưng là, mình cùng Pitzer đã đem hết toàn lực đi đánh lén, súng ngắm. Cục thế quá mức bất lợi. Giờ phút này, gan bọn người chỉ có thể hy vọng, nước Anh hoàng thất viện thủ, có thể kịp thời đuổi tới. Thế nhưng là Lê Ông, tự hồ cũng không muốn cho cơ hội bọn họ chờ. Trong nháy mắt ở giữa, kiếm mang bắn ra bốn phía. Một kiếm đứt cổ. Lê Ông đôi mắt bôi qua sắc bén sát cơ. Rì rào kiếm khí như từ trên trời giáng xuống, bí mật mang theo vô cùng uy lực, đảo qua Pixar cùng gan hai người, đột nhiên đột nhiên tăng lên lực lượng, khiến hai người trở tay không kịp toàn lực ngăn cản lại, vẫn là phi thân đụng lui ra ngoài. Pixer cùng Gannett liên thủ, thua với quỷ hỏa tổ chức đầu mục. Có ký giả lập tức đem tin tức mới nhất phản hồi về đi. Trong đại sảnh, trong khoảnh khắc nổ tung, không ít vốn là bối rối thần sắc thoáng cái sụp đổ, tay chân đều đang run rẩy. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, Pixer cùng Gannett là trước người bọn họ một đạo kiên cố phòng tuyến, hai người bại một lần, hậu quả, không thể tưởng tượng nổi phần tử khủng bố đang áp sát. Chư vị, chúng ta chỗ này lắp ráp lực lượng nhất định phải liên hợp lại, sau cùng đánh cược. Oanh! Oanh! Pitzer cùng Garnet đồng thời lại một lần nữa bị oanh bay, miệng bên trong thổ huyết. Liên tục bại lui. Phía sau bọn họ, đã là từ thiện trong trang viên đại sảnh. Không cần đám phóng viên báo cáo, trong đại sảnh mọi người đã có thể trông thấy chiến đấu. Xong, xong. Có người mặt không có chút máu đây đều là siêu năng cường giả, viên đạn đối bọn hắn vô dụng, lão thiên, nói cho ta biết, còn có biện pháp nào có thể ngăn cản bọn họ. Không dùng cầu lão thiên. Vốt cô thanh âm vang dội vang lên, rung động thanh âm khuấy động, chúng ta còn có anh hùng dân tộc, vĩ đại liệt báo đặc chiến đội đội trưởng, dêm hiu. Vốt cô ý chí kiên định, hắn tin chắc, được vinh dự anh hùng dân tộc dêm hiu, nhất định sẽ như là ai ẩn mang, đánh bại địch nhân, cứu vạn thế giới. Oanh, Cơ hồ là tại vốt cô vừa dứt lời thời điểm, một bóng người bị hoành kích bay ra, nặng nề mà ngã ở trung ương trước đại sảnh. Bình tĩnh mắt nhìn đi. Vốt cô hít sâu một hơi. Dêm hiu. Lại bị đánh bại. Trời ạ. Vô Vốt cô trong nháy mắt cảm thấy rung chân, cảm giác tối nay, tài kiếp khó thoát. Ha ha ha. Tiếng cười to phía dưới, xích hỏa thần quay thân thể hoành không bạo lướt mà đến, thanh âm mang theo mảnh liệt khinh thường, thì chút thực lực ấy sao? Trung ương trong đại sảnh, thoáng cái tỉnh mịch xuống tới. Cục thế rõ ràng, tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ không biết những thứ này phần tử khủng bố chánh thức mục đích, chỉ cảm thấy cái cổ một hồi rét lạnh, lúc nào cũng có thể, một mệnh ô hô. Dêm hiu thân thể khó khăn đứng lên, khóe miệng bôi qua vết máu. vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Các ngươi tối nay mục đích, đến cùng là cái gì? Dêm hiu trầm giọng mở ra miệng. Ngươi có tư cách biết không? Xích hỏa thần quay khinh miệt mở miệng. Dêm hiu sắc mặt phút chốc cứng đờ. Nắm chặt quyền đầu, tại hơi run rẩy, vừa vặn cái kia một chút, hắn đã phụ không nhẹ thương tổn. Tối nay, chỉ sợ thật rất khó toàn thân trở ra. Oanh! Một bên khác, Pixar cùng Gannett lần nữa bị quét ngang lui bay, trong lòng mọi người một tia hy vọng cuối cùng cũng tuyên bố sụp đổ. Tâm tình rơi xuống đến đáy cốc, rét lạnh một mảnh. Hai đại quỷ thần đại nhân từng bước ép sát. Xong, cái này thật xong. Không ít người đôi mắt bộc lộ tuyệt vọng. Cùng bọn hắn liều. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi. Cái này, thì là toàn bộ các ngươi thủ đoạn sao? Lúc này, một thanh âm theo trong đại sảnh truyền tới, lời nói hạ xuống, mấy bóng người cất bước đi ra. Phía đông gương mặt. Nhẹ nhàng thanh niên. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại đây bốn cái phía đông thanh niên trên thân. Bên trong một người, chính là mới vừa rồi nói chuyện mặt sắc, lúc này, thần sắc lạnh lùng nhìn chầm chầm dêm hiu, từng chữ nói ra, ngươi thì chút bản lãnh này. Dêm hiu sắc mặt phút chốc biến ảo, khuôn mặt khó chịu xuống tới, các ngươi là ai? Người hoa. Mặt sắc ngạo nghễ trả lời, đúng, một cái kia bị ngươi đã kích trào phúng, nói hoa hạ không người hiên viên các tuổi trẻ các lão, chính là chúng ta lão đại. Ừ, nguyên lai là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Dêm hiu hừ lạnh. Huyết ma lại trực tiếp chế dễu, liền mấy cái nho nhỏ phần tử khủng bố cũng vô pháp trấn áp, nước Mỹ không người sao. Im ngay. Thuyết sơ nhịn không được giận giữ mắng mỏ, không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Báo ảnh lại ánh mắt đảo qua, khinh thường lắc đầu, phần tử khủng bố đều cưỡi tại trên đầu, đều phản kháng không, nước anh không người sao biết sơ bọn người sắc mặt đồng thời biến Mấy cái này đến từ hoa hạ thanh niên hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị Đối tại chỗ các nước cường giả đều biết Cái nào nước cường giả dám lên tiếng quát lớn Bọn họ thì một câu phản bác Nước Đức không người sao Ý nước không người sao Nhật Bản không người sao Các ngươi hết thảy đều là một đám phế vật A à? Phán quan mặt sắc Huyết ma báo ảnh Bốn người thay nhau pháo oanh các quốc gia Bọn họ mục đích rất đơn giản, cũng là hung hăng trút cơn giận. Những thứ này Tây phương quốc gia cùng hoa hạ xung quanh một chút có ý khác quốc gia không phải một mực gọi ồn ào sao. Khó được tối nay nắm lấy cơ hội, còn không hung hăng dẫm. Ngươi không phải nói hoa hạ không người sao? Ngươi đi, ngươi mau tới. Dêm hiu thần sắc lạnh lùng nhìn chầm chầm phán quan bốn người, một đám tôm tép nhảy nhét. Ha ha! Lê ông cũng cười ha hả, thú vị, nghĩ không ra, các ngươi thế mà còn trực tiếp lên nội chiến hoa hạ tiểu tử, ta cho các ngươi một cái chứng minh chính mình cơ hội, đi đem hai cái này đã bị thương gia họa giải quyết, các ngươi, tự nhiên dương danh lập vạn. Theo Lê Ông, phán quan bốn người lúc này đi tới, cũng là thu được nổi danh. Hai người này, mặt sắc ánh mắt đảo qua, chợt cười lắc đầu, huynh đệ chúng ta mấy người, đối mấy cái củi mục có thể không có hứng thú. Vị này, cũng là làm phản nước anh để nhất cao thủ Lê Ông đi. Phán quan trực tiếp dậm chân, trong tay người kiếm còn kém xa. lời nói hạ xuống ở giữa, phán quan trực tiếp một cái bước xa lao ra. cái này một chốc, trong đại sảnh bên ngoài không ít người tâm thần gần như đồng thời chấn động, nhao nhao trừng to mắt. theo phán quan bốn người đứng ra đã kích các quốc gia một khắc bắt đầu, không ít người đều muốn chỉ trích bọn họ, bởi vì hiện tại hẳn là đồng tâm hợp lực đối phó phần tử khủng bố thời điểm. bốn người này quả thực không biết sống chết. Muốn nổi danh quá nhiều người. Ha ha, nguyên lai là cái kia hoa hạ la phong huynh đệ, cũng không tránh khỏi quá mức tự mình bành trướng. Ta ngược lại thật ra có chút bội phục bọn họ dũng khí, cũng dám phía trên đi chịu chết. Oanh! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phán quan cùng Lê ông đã trong nháy mắt va chạm. Mạnh mẽ khí tức kích xạ tứ xuất. Hai người đồng thời lui lại ba bước. Vậy mà, cân sức ngang tài. Toàn trường thoáng cái yên lặng lại. Lê Ông thực lực mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người rõ ràng, danh xưng nước Anh đệ nhất cao thủ, một tay quân tử kiếm xuất thần nhập hóa. Ngay tại vừa mới, Peter cùng Garnet liên thủ đều bị Lê Ông đánh bại. Mà bây giờ, cái này một cái đột nhiên xuất hiện phía đông thanh niên, vậy mà nhất trưởng cùng Lê Ông cân sức ngang tài. Quả nhiên có chút bản lãnh. Khó trách dám phát ngôn bừa bãi, bất quá, vừa mới một trưởng kia, ta cũng không có phát lực. Lợi nói hạ xuống, lê ông rút kiếm. Một đạo như hồ quang giống như kiếm mang xẹt qua trời cao, xé rách không khí tự như đột nhiên một trảm. Mũi kiếm hội tụ một điểm hàng quang Chết đi. Lê ông đôi mắt sát cơ đại thịnh. Nhìn cân treo sợi tóc. Phán quan phất tay, ngân sắc bút sắc, vạch một cái mà qua, sáng chói chói mắt, chói lọi, giống như một đầu thương lông gào thét. Ngân lông thất biến. Phán quan trong nháy mắt xuất kích, toàn lực ứng phó. Lê ông cảm nhận được ngân long thất biến uy lực về sau, cũng không còn dám khinh thị phán quan, vẻ mặt nghiêm túc, cũng đem hết toàn lực. Hai người kịch chiến. Bên ngoài vòng chiến mọi người lại là càng phát ra rung động. Không có người nghĩ đến, tại Pitzer cùng Gannet, cùng James Hill đều bị đánh bại về sau, vậy mà, còn có người đứng ra, ngăn cản quỷ hỏa tổ chức tiến công. Nhất định muốn thắng A. Không ít người đều nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh vô cùng gấp gáp. Hoa hạ lại còn có thiên phú như vậy Vì bẩm thiên kiêu. Xích hỏa thần quay nhíu mày nhìn một chút về sau, cảm giác bọn họ một lát phân không ra thắng bại, thế nhưng là, tối nay hành động, kéo càng lâu, liền vượt qua bất lợi. Hô! Xích hỏa thần quay quả quyết lấy hành động. Bóng người nhoáng một cái, tốc độ mê huyễn tới gần phán quan. Giờ khắc này, mọi người nhịp tim đập đột nhiên địa nâng lên giọng chỗ, khuôn mặt nhau nhào, nhào biến sắc cái này phía đông thanh niên, có thể ngăn cản không nổi hai đại siêu cấp cường giả liên thủ A. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một vòng dịu dương theo trong bóng đêm đột nhiên nở rộ. Mặt sắc xuất thủ. Dịu dương thần trưởng. Lòng bàn tay mặt trời gây gắt, chiếu sáng bầu trời đêm. Cái kia chướng mắt vô cùng ánh sáng khiến xích hỏa thần quay bóng người dừng lại, vô ý thức nhắm mắt. Hưu. Hưu. Hai ánh kiếm phá không tập kích trực chỉ xích hỏa thần uy Trong đại sảnh mọi người hét lên kinh ngạc. Bọn họ sau lưng mặt sắc, đem tình cảnh này nhìn đến vô cùng rõ ràng. Là mặt khác ba tên phía đông thanh niên. Bọn họ vậy mà cũng không phải người yếu, liên thủ trực tiếp kiềm chế lại một vị khác quỷ thần. Hai đại siêu cấp cường giả, liền dêm hiu bọn người đánh bại, lại không nghĩ tới, lại bị mấy tên đến từ đông phương hoa hạ thanh niên lại lần nữa kiềm chế lại. Chúng ta còn có hy vọng có người cùng hỉ ai dám nói hoa hạ không người cũng có người bắt đầu nghi vấn lần này đại biểu hoa hạ tham gia quốc tế dạ tiệc từ thiện đại sứ giờ phút này cũng không nhìn được nắm chặt quyền đầu tốt lắm mà giờ khắc này dêm hiu sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh một lát cắn răng phẫn nộ mở miệng bốn người bọn họ có thực lực này vừa mới vậy mà không theo đại bộ đội một cùng ra tay hiện tại ta cùng tiếc sờ bọn người thụ thương nếu như tại chúng ta thụ thương trước đó cùng một chỗ liên thủ, sớm đã đánh tan địch nhân. Không sai. Mấy người này quả thực muốn làm cứu thế chủ nghĩ đến nổi điên. nét cũng giận dữ mắng mỏ, nếu như sớm một chút xuất thủ, chúng ta đã sớm thắng. Luận không biết xấu hổ trình độ, đương đại, các ngươi cũng có thể xưng nhất tuyệt. Lúc này, một thanh âm hạ xuống, đem ánh mắt hấp dẫn tới, hai bóng người, cất bước đi tới. Là La Phong. Trong đại sảnh vốt cô trong nháy mắt hô to lên, chờ một đêm, coi là La Phong sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới, hắn vậy mà dưới loại tình huống này hiện thân. Hắn cũng là vì kia dựa vào đi bộ quan hệ ngồi phía trên, hoa hạ trẻ tuổi nhất hiên viên các các lão. Thật rất trẻ trung, thế nhưng là, phía trước xuất thủ bốn người kia, không tự xưng là hắn huynh đệ sao. Ta nghĩ, hắn hẳn là cũng có chút thực lực. Sợ nhất là vô năng cũng xính anh hùng, đem chúng ta đều hại chết. Vừa mới dêm hiu nói không sai, bọn họ sớm một chút xuất thủ, chiến đấu đã sớm kết thúc. Vốt gô không chút do dự trở thành giận dữ mắng mỏ La Phong bọn người quân tiên phong. Nguyên lai là ngươi. Dêm hiu gặp qua La Phong ảnh chụp, cũng nghe thấy phía sau mọi người nghị luận, lúc này cười lạnh, ngươi muốn cho chính mình xứng danh. Khác biến khéo thành vụng. Hừ, đây chính là quỷ hỏa tổ chức, đệ nhất thế giới tổ chức khủng bố, ngươi cũng dám chơi qua. Thuyết mặt lạnh lấy đua lửa. La Phong ngẩng đầu đảo qua, chỉ bằng hai cái này bất nhập lưu gia hỏa sao? Nghe vậy, mọi người tại đây cũng không khỏi đến sặc ở, gia hỏa này, quả thực. Vậy mà gọi thẳng Lê Ông cùng quay vì bất nhập lưu. Cuồng vọng tự đại. Âm. Âm. Phán quan cùng Lê Ông hai bóng người phút chốc tách ra, gần như đồng thời, mặt sắc cũng mang theo huyết ma báo ảnh vọc lui lại dưới. Lão đại, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bảo ảnh cười ha ha. Hừ, các ngươi hai cái, xem ra là có chút lười biếng, sau này trở về, thêm luyện. Yến Quy lai sụ mặt. Báo ảnh huyết ma, thì trong chớp mắt, mặt khóc tan lên. Một đạo nhạc bóng người màu xanh lam vút qua mà đến. Thiên Y Lam mang đến một tin tức, cảnh sát đã đến, đem trọn cái từ thiện trang viên vây quanh. Cái kia kết thúc. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp cất bước đi đến. Lê ông cùng quay nhìn nhau trước mắt người thanh niên này, cho bọn hắn một cổ nhìn không thấu cảm giác. Đúng, thuận tiện nói cho các ngươi một tin tức. La Phong mỉm cười, vừa mới đi ngang qua một tòa cổ bảo, ở phía trên cắm lên hoa hạ cờ đỏ. Nghe vậy, Lê ông hai người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này mang ý nghĩa, sao huyệt bị đau? Hai người cấp tốc liếc nhau. Phút chốc, khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên nhào tới, toàn lực ứng phó, khí thế hung hăng, hung ác vô cùng, đi chết đi. Một kiếm nhất quyền. Thế bất khả kháng. Hai người trực tiếp liên thủ, vây công La Phong. Oanh. Oanh. La Phong dứt khoát ứng chiến. Nhất quyền đem lê ông kiếm trong tay trực tiếp đánh gãy, cái kia dồi dào như lũ quét lực lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc đem lê ông đánh bay ra ngoài, cánh tay trực tiếp bẻ gãy, phi thân ngã trên mặt đất, ho ra đầy máu. Lại nhất quyền. Xích hỏa thần quay mặt lộ vẻ hoảng sợ Điên cuồng lui lại Nhưng vẫn là không tránh khỏi la phong nhất quyền Thổ huyết ngã xuống đất Hai đại không ai bị nổi quỷ thần đại nhân Thì như vậy yếu ớt Bị nhất quyền một cái Trực tiếp giải quyết Bất nhập lưu Giờ phút này không có người còn dám nghi vấn câu nói này Chí ít Đối với vị này hoa hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất Hiên viên các các lão mà nói Hai cái này còn thật chỉ có thể coi là bất nhập lưu đối thủ một chiêu giải quyết Vô gô không thể tin được chính mình ánh mắt khó có thể tin hai vị kia một cái là nước anh đệ nhất cao thủ một cái là đánh bại dêm hiu siêu cấp cường giả hai người liên thủ vậy mà tại vị này hoa hạ la phong thủ hạ đi bất quá một chiêu tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người một lát nhao nhao nhảy cẩn vui đến phát khóc sống sót sau tai nạn riêng là phú thương các minh tinh trực tiếp đem La Phong coi là cứu thế chủ. Thần kỳ hoa hạ thiếu niên. Có một vị toàn cầu top 500 xí nghiệp lão tổng nhìn không được hô to. Kích động mà phấn chấn. Bất quá, cũng không ít nóng bỏng khuôn mặt. Tỷ như dêm hiu. Tỷ như vốt cô. Tỷ như đã kích qua La Phong các lộ ký giả. Tỷ như từng công nhiên tỏ thái độ, giận dữ mắng mỏ hoa hạ, chăm chọc La Phong các quốc gia nhân vật trọng yếu. Giờ khắc này, đều hoàn toàn im miệng. Phía tây truyền thông tập thể trầm mặt. Tối nay quay chụp đến các loại ảnh chụp, đều yên lặng xóa bỏ, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, quốc gia mình các lãnh đạo bị đánh mặt, người khác có thể báo dẫn xuất đến, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể giả điếc vờ câm. Bằng không, chỉ có thể bị phong sát. Vốt gô khuôn mặt đỏ hồng lên, ngẩng đầu phát hiện, lúc trước vây quanh hắn đám phóng viên, đều đã trốn tránh đến xa xa. Như là tránh né ôn thần một dạng. Bởi vì trước lúc này, vô cô là thống mạ la phong lợi hại nhất một người, thu hoạch được đồ long dũng sĩ xưng hào, hiện tại xem ra, đó là cái chuyện cười. USA Today hôm nay vừa vặn mở ra trào phúng chuyên mục, chỉ sợ, tối nay sau đó, hận không thể đem lúc trước giấy báo toàn bộ trở về tái tạo. Mặt mũi này đánh quá đau. Cái gì anh hùng dân tộc dêm hiu? Cái gì nước anh đệ nhất cao thủ lê ông? Cái gì đệ nhất thế giới tổ chức khủng bố ma trời? Giờ khắc này, hết thảy đều là vị này tuổi trẻ hoa hạ quan lớn bàn đạp. Cường thế chấn nhiếp toàn thế giới. Ngay tại một số người còn đắm chìm ở sống sót sau tai nạn vui sướng bên trong, một bộ phận người đầy mắt trung động thời điểm, La Phong lại lần nữa ném kế tiếp nặng cân. Tới này trước đó, đã tiện đường đem quỷ hỏa tổ chức tổng bộ bình diệt. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Xôn xao kinh hãi Không ai dám tin tưởng. Tiện đường bình diệt. Đừng đem quỷ hỏa tổ chức nói đến như thế không chịu nổi được không? Có thể tỉnh hạ tâm suy nghĩ kỹ một chút, cường đại quỷ hỏa tổ chức, ở cái này hoa hạ tuổi trẻ quan lớn trước mặt, thật như là giấy. Quỷ hỏa tổ chức tổng bộ, thì ở nước Anh cảnh nội sao? Một bộ phận lúc trước duy trì trung lập ký giả nhau nhau tiến lên, là phong huynh để mấy người đem tin tức tung ra ngoài, dẫn phát từng vòng từng vòng chấn động. Trời ạ, à, tiếng xấu lan xa quỷ hỏa tổ chức tổng bộ, Vậy mà tại nước Anh. Cách nơi này còn không xa, chúng ta tối nay dạ tiệc từ thiện, quả thực cũng là tại hang sói bên cạnh kiếm ăn a. À. Cổ bảo vị trí dễ dàng phân biệt, cổ bảo trên cùng đã cắm lên hoa hạ quốc kỳ. Cờ đỏ sao vàng tung bay tại cổ bảo trên không, là tại tuyên bố hoa hạ hùng sư thức tỉnh sao? Bên ngoài, nước Anh hoàng thất hộ vệ đội trợ giúp đã đuổi tới, nhưng bây giờ chỉ có thể là quét sạch hiện trường. Có ký giả nổi điên tự như lao ra, chạy về cổ bảo, muốn cầm trực tiếp tin tức, bằng không, cổ bảo rất sắp bị phong tỏa. Dêm hiu cùng Peter bọn người ánh mắt cấp tốc giao lưu một hồi, đạt thành chung nhận thức. Peter đại biểu nước Anh Hoàng thất hộ vệ đội mở miệng, quỷ hỏa tổ chức cường đại, làm cho người rất khó tin tưởng lời ngươi nói tính chân thực, chúng ta hoàn toàn có lý do nghi vấn, đây là một trận có dự mưu sách án. Lời nói hạ xuống, toàn trường đều xôn xao. Ánh mắt nhau nhau nhìn qua. Bộc lộ nghi hoặc Dêm hiu thì là giật mình, lên tiếng Nguyên lai like có thể là một cảnh phim A Là diễn xuất Cả đám đều kinh ngạc đến ngay người Một giây sau, đôi mắt bộc lộ chấn kinh Nhất định là như vậy Hoa hạ gần đoạn thời gian một mực tao ngộ dư luận công kích Tối nay, nói không chừng cũng là hoa hạ sách lược đi ra một cảnh phim Vô cô bắt được cơ hội Lên tiếng hô to, thần sắc lại bắt đầu phấn chấn Muốn tái hiện đồ long dũng sĩ uy phong như là trong đám người bỏ xuống một cái đại bác đạn. Một bộ phận người cũng nhao nhao nghi vấn. Quỷ hỏa tổ chức cường đại như vậy, nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Còn liền sao huyệt cũng bình diệt rơi, chúng ta ai biết cái kia quỷ hỏa tổ chức tổng bộ có phải là thật hay không? Toàn thế giới cũng không biết quỷ hỏa tổ chức tổng bộ, dựa vào cái gì bọn họ biết. Điểm đáng ngờ trùng điệp. Không, không có điểm đáng ngờ, đây chính là chân tướng xem ra cái này cái trẻ tuổi quan lớn tại hoa hạ bối cảnh sát thực kinh người, hoa hạ thế mà hao phí cao như vậy đại giới, lấy hắn làm chủ gốc, đạo diễn trận này kịch. La phong bọn người, trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào dư luận phong bạo vòng xoáy bên trong. Những người này, quả thực không biết tốt xấu. Thiên y lâm khuôn mặt lóe qua sắc mặt giận dữ, sớm biết, để bọn hắn rơi vào ma trời ma trảo cũng coi như. Mặt sắc cũng là tức giận đến nắm tay, trực tiếp chỉ dêm hiu, Ngươi nói chúng ta diễn xuất. Các ngươi nghi vấn thực lực chúng ta. Đi. Tới cùng ta nhất chiến. Dêm hiu cười lạnh, nghĩ đến chu đáo, bây giờ chúng ta đều thụ thương, các ngươi mới phải đánh một trận. Thiết sơ cũng cười lạnh, vì nâng, lên một cái tuổi trẻ quan lớn, vậy mà hy sinh hai vị tuyệt thế cường giả, hoa hạ xác thực có bá lực. Điểm này, ta thật bội phục hoa hạ, ha ha ha. Gan nét cười to. Đối mặt với rất nhiều nghi vấn, đã kích trào phúng thậm chí bắt đầu chửi rủa la phong từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc thấy thế dêm hiu bọn người mắng càng thêm lợi hại cho rằng la phong đây là tâm hỏng vốt cô lần nữa trở thành dũng khí xông lên phía trước nhất dùng ngòi bút làm vũ khí lên án mạnh mẽ la phong vì đạo diễn một cảnh phim hại chết nhiều ít vô tội tánh mạng mãnh liệt khiển trách sự kiện này nhất định muốn hoa hạ cho cái thuyết pháp ha ha vừa vặn cái kia một màn kịch còn thật đặc sắc nhất quyền giải quyết một vị tuyệt thế cường giả hắn cho là hắn là ai có người không khách khí chút nào mở ra trào phúng hình thức mang về hiệp trợ điều tra pitzer cuối cùng hạ lệnh muốn giam la phong bọn người ai dám phán quan thần sắc giận dữ trong tay thiết bút tùy thời muốn công kích tốt huyết ma giận quá thành cười nước anh hoàng thất muốn nghi vấn thực lực chúng ta đi cứ đi lên muốn đại chiến sao báo ảnh khuôn mặt ngược lại toát ra hưng phấn sát khí đằng đằng bọn họ không sợ nhất chiến cần ta xuất thủ cứ mở miệng yến quy lai không có nghiêm túc mà nói hắn đôi mắt cũng có lửa giận đám này phía tây gia hỏa quá mức tự cho là đúng là nên cho cái giáo huấn yến quy lai sẽ không nhỏ nhìn người trong thiên hạ nhưng trước mắt này chút hắn hiển nhiên không đế tại mắt bên trong nếu có thể xuất thủ, trực tiếp trấn áp. Mọi người chung quanh tâm tình bị dêm hiu bọn người thành công bốc lên, không ít đều tại giận mắng. Không có bản lãnh thì đừng trang bức A. Hại chết nhiều ít điều vô tội tánh mạng. Chạy trở về hoa hạ đi. Muốn đi còn không dễ dàng như vậy đây. Nhào nhào mãnh liệt chỉ trích. Lão đại. Phán quan bọn người nhìn lấy La Phong, chờ đợi hắn ra lệnh. La Phong đôi mắt đảo qua. Cái kia mấy tên vừa định xông lên nước anh hoàng thất hộ vệ đội thành viên nhất thời tâm thần rung lên, một tích tắc này, bọn họ có loại như là bị lôi đình đánh trúng cảm giác, linh hồn đều rung rẩy. Không cần kiên kỵ. sơ rất chắc chắn, vừa mới đó là diễn dịch, hắn còn quá trẻ, có thể có bản lãnh gì. Cầm xuống. Quả quyết hạ lệnh. Mấy tên nước anh hoàng thất hộ vệ nhất thời tinh thần đảo qua, gầm nhẹ một tiếng, khí thế hung mảnh địa xông đi lên phía tây. Một sát na này ở giữa, La Phong đột nhiên vừa quát mà lên. Khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập tản ra, bao phủ trang viên, trên bóng đêm trống trơn khí đều giống như phút chốc cứng lại. Một đạo trạm ánh đao màu xanh lam đột nhiên bạo phát, trực trùng vân tiêu, La Phong nâng đao, nhìn xuống toàn trường. Cẩn thận! Dêm hiu bọn người rung động thanh âm hét lớn. La Phong đôi mắt toát ra khinh thường, lạnh khóc bánh liếc một chút mọi người, các ngươi liền để ta xuất thủ tư cách cũng không có. Lời nói hạ xuống, La Phong dương mắt đảo qua, bên là trang viên một chỗ nhà nhỏ ba tầng. Màu xanh lam lóa mắt, đao mang xẹt qua trời cao. Như lôi điện công kích. Từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Tất cả mọi người đôi mắt trong khoảnh khắc trận to đến cực hạn, bọn họ, trông thấy cho tới bây giờ không dám tưởng tượng một mạng. Ba tầng lầu phòng, một đao, từ giữa đó thẳng chém rách mở, lan tràn đến cùng, sau đó, oanh nổ tung. Các ngươi, đều nghi vấn thực lực của ta sao? Một đao, đem một tòa ba tầng lầu phòng chém thành hai khúc. Cái kia đinh tai nhức ốc thanh âm, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều run rẩy, toàn thân run rẩy. Vô ý thức tưởng tượng, nếu như một đao kia bổ vào trên thân người, cái kia khủng bố cỡ nào? Toàn thân giật mình. Cảm giác dường như thoáng cái rơi vào trời đông giá rét, thân thể bị đông cứng về sau, không bị khống chế run run không có người trả lời la phong vấn đề nghi vấn hắn thực lực người nào mẹ hắn còn dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt dù sao rất nhiều người tâm lý nắm chắc vừa mới cái kia một đống lớn bố trí đã kích la phong các loại tội danh đại bộ phận đều là suy đoán thậm chí là có ý bôi nhọ chính là muốn la phong có lý cũng nói không rõ nhưng bây giờ người ta căn bản thì không nói đạo lý đối mặt rất nhiều nghi vấn một đau hoành không toàn bộ im miệng. Thậm chí muốn đem vừa vặn nói tới, hết thảy đều toàn bộ nuốt trở về. Âm âm. Cái kia chém thành hai khúc ba tầng lầu, sụp đổ. Tất cả mọi người thân thể tùy theo lại lần nữa rung lên. Người bây giờ thụ thương. La Phong đôi mắt nhìn chầm chầm dêm hiu, ước cái thời gian, chúng ta nhất chiến. Dêm hiu khuôn mặt kịch liệt biến ảo, lạnh cả người, không nói một lời, cúi đầu xuống. Hắn nhận sợ hẹn xong đánh một trận. Cái này kinh thiên động địa một chiêu, triệt để vỡ nát dêm hiu dũng khí. Còn có các ngươi. La Phong nhìn về phía Pixar cùng gan nét, hai người vội vàng quay đầu đi một bên, khuôn mặt khó chịu đến cực hạn. Còn có người nói, hoa hạ đạo diễn tuần này sao? La Phong ánh mắt quét ngang toàn trường, không người đáp lại. Thật sự là đồ đê tiện, không đánh lại không được. Mặt sắc không khách khí chút nào bổ thêm một đao chúng ta hoa hạ hiên viên các hôm nay cứu các ngươi nhất mệnh các ngươi ngược lại lấy oán báo ân thiên y lam khuôn mặt băng lãnh đây chính là quốc gia các ngươi tố dưỡng ta đồng ý tứ ca lời nói huyết ma mở miệng ta đồng ý thiên tiểu thư lời nói báo ảnh bổ sung mấy người đều hung hăng trút cơn giận nếu như ngươi không dám cùng lão đại của chúng ta giao thủ ta đến đánh với ngươi một trận phán quan hướng dêm hiêu hạ chiến thư Dêm hiu toàn thân run rẩy. Hắn đời này chưa từng có như thế bị khuất mất mặt, anh hùng dân tộc nhất định muốn trở thành quá khứ thức, tối nay nhất chiến, hắn uy vọng đem thẳng ngã đáy cốc. Chúng ta đi. Lần này đi về phía tây mục tiêu đạt tới, là phòng cũng không cần thiết ở chỗ này đợi lưu, xoay người rời đi. Toàn bộ từ thiện trang viên trong trong ngoài ngoài, vô số hoàng thất hộ vệ đội cùng các loại 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 cảnh sát đuổi tới, đoàn đoàn bao vây. La Phong xuất lĩnh huynh đệ mấy người, cất bước đi ra, không người dám ngăn cản. Tối nay, chánh thức lập uy. La Phong tên, chấn nhiếp thiên hạ. Tin tức không có cách nào phong tỏa, La Phong bọn người sau khi rời đi, tại chỗ người cũng theo đó rời đi. Sau đó, cái này một tin tức, lấy cực nhanh tốc độ, bao phủ các quốc gia, dẫn phát chấn động. Từ thiện trang viên phát sinh kinh biến, tao ngộ phần tử khủng bố tập kích có thủ nghi vấn hoa hạ tuổi trẻ quan lớn hiện thân quốc tế buổi đấu giá từ thiện, ngăn cơn sóng dữ, kinh hải thế tục. Nước Mỹ liệt báo đặt chiến đội đội trưởng James Hill lọt vào nhục nhã. Xưng hào quân tử kiếm, nước Anh đệ nhất cao thủ Lê Ông đúng là phần tử khủng bố đầu mục. Siêu sao quốc tế Elite tiếp nhận ký giả phỏng vấn, xưng hoa hạ là một cái thần kỳ quá độ, nàng trạm tiếp theo đem tại hoa hạ mở một trận từ thiện ca nhạc hội thu nhập toàn bộ quyên cho hoa hạ từ thiện tổ chức điên cuồng lan tràn làng giải trí giới kinh doanh giới chính trị chờ đều bị cái này một tin tức bao phủ như là biển động hoa hạ hiên viên cát tốt. tốt 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 quân lão kích động đến khuôn mặt đỏ bừng một lát cất tiếng cười to tốt một cái la phong tốt một cái địa ngục chiến đội trương nhàn sư đôi mắt chăm chú nhìn truyền hình phấn chấn vô cùng truyền nước ta uy toàn thế giới nghi vấn thanh âm tất cả câm miệng ta coi là la phong hồi không để ý tới nghi vấn đợi đến thế giới đặt chủng binh diễn tập trận đấu thời điểm cường thế đến đâu xuất thủ nhưng bây giờ ha ha các quốc gia đoán chừng vừa nghĩ tới quân diễn thì run chân đi hoa hạ phương diện một mảnh lớn tiếng khen hay một đêm này đối với vô số người mà nói đều là không ngủ hôm sau sáng sớm ánh nắng tươi sáng Luân Đôn bản địa truyền thông tin buổi sáng lại lần nữa vạch trần, đêm qua chấn kinh thế giới hoa hạ thanh niên, không chỉ có công phu đến, còn có một thân thần kỳ hoa hạ y thuật. Cavendish gia tộc ngủ say hơn 30 năm nát thang phu nhân trong vòng một đêm thức tỉnh, lại là bởi vì thần kỳ hoa hạ y thuật. Một ngày này, lại là hoa hạ, hai chữ, thành công bá màn hình, đoạt đến đầu đề. Mạnh mẽ hoa hạ công phu. Thần kỳ hoa hạ y thuật. Luân Đông phố người hoa thoáng cái chật nít người, riêng là bản thảo đường, càng là trực tiếp xếp hàng hàng dài. Khương Minh Văn chưa từng có bận rộn như vậy qua. Xem bệnh, hỏi bệnh, viết dược phương. Bọn tiểu nhị bận rộn không ngừng. Càng không ngừng lau mồ hôi. Bất quá, khuôn mặt đều lộ ra nụ cười. Muốn là mỗi ngày sinh ý đều bốc lửa như vậy, chúng ta trích phần trăm, cái kia có bao nhiêu. Không ít tiểu nhị mắt sáng lên. Ha ha, các ngươi yên tâm. Khương Tiểu Hải cười to, có la đại ca khối này biển chữ vàng, chúng ta bản thảo đường, thì vĩnh viễn hương thịnh. Lắm miệng. Khương Minh Văn quát lớn, tranh thủ thời gian làm việc. Khương Tiểu Hải vội vàng đi ra. Màn đêm buông xuống. Bản thảo đường khách nhân rốt cục giảm ít rất nhiều, Khương Tiểu Hải đã mệt mỏi không được, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Gia Gia, muốn là mỗi ngày có làm ăn này, chúng ta cũng không chịu đựng nổi đây khương tiểu hải lần thứ nhất có loại hạnh phúc này phiền não sẽ không khương minh văn thả ra trong tay bút trầm giọng mở ra miệng khương tiểu hải khẽ giật mình vì cái gì khương minh văn thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng qua mấy ngày chúng ta liền về nước hồi nước không sai khương minh văn ánh mắt kiên định qua nhiều năm như vậy ta một mực tại trốn tránh bây giờ tông môn hủy diệt ta thân là cổ y môn con cháu đồng dạng người mang trọng kiến cổ y môn trách nhiệm. Chúng ta nhất định phải trở về. Tốt. Chúng ta trở về. Khương Tiểu Hải đôi mắt cũng là bôi qua kiên định. Lá rụng, cuối cùng phải thuộc về căn. Cavendish gia tộc người tới. Bên ngoài có tiểu nhị âm thanh vang lên tới. Bất quá, bản thảo đường bên trong bọn tiểu nhị cũng đều không hoảng hốt, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy nát thang phu nhân đi ra bản thảo đường. Cavendish gia tộc tự nhiên là mang theo cảm ơn tâm đến đây. Sự thật cũng là như thế. Một đống lớn lễ vật, chất đầy bản thảo đường. Cavendish gia tộc lão gia tử Ander mang theo phu nhân nát thang tự mình đến đây. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhìn một cái, Ander dường như tuổi trẻ 20 tuổi. Hắn vĩnh viễn cũng không có hội quên buổi sáng hôm nay mở mắt ánh mắt bản thân nhìn thấy một màn. Nát thang tại hướng hắn mỉm cười. Ander thẳng cho là mình là nằm mơ, sau cùng, như là hài đồng giống như ông nát thang vừa khóc lại cười, vô cùng kích động. Ái tình lực lượng, thật rất cường đại. Tất cả chứng kiến Ander cùng nát thang ái tình người qua đường, đều sẽ tán thưởng. Ander tư thủ hôn mê bất tỉnh phu nhân hơn 30 năm, tình so kim cứng. La thần y, còn chưa tới sao? Ander đôi mắt bộc lộ vẻ thất vọng, hắn muốn ở trước mặt cảm kích la thần y. Ta hứa hẹn qua đồ vật, hôm nay đều đã mang đến. Ander đã từng công khai nói qua, ai có thể chữa cho tốt hắn phu nhân nát thang bệnh, thì có thể có được hắn suốt đời tài phú, cùng một khỏa tài giá trị phía trên không kém chút nào viên kia mất đi nước anh hoàng thất hoàng quan phía trên Bảo Châu. Hôm nay, tài phú, Bảo Châu, Ander đều mang đến. Đem tin tức thả ra, ta tại cái này cung nghênh la thần y đến. Ander cuối cùng chỉ có thể như vậy phân phó. Cavendish gia tộc là nước Anh bài danh thứ ba siêu cấp tập đoàn, có thể nói chi phú khả địch quốc. Ander tuy nhiên xuất ra là cá nhân hắn tài phú, nhưng hắn dù sao đã từng là Cavendish gia tộc tộc trưởng, trong tay để giành đến tài phú, nhất định cũng là một món khổng lồ. Không sai mà hết thảy này, ở trong mắt Ander, cũng không sánh nổi nát thang. Bởi vì Ander Cavendish gia tộc tại cái kia hoa hạ la thần y trong lòng đã lưu lại cực hỏng bét ấn tượng, đêm qua, cái này hoa hạ tên chấn kinh toàn thế giới, Ander càng thêm bất an, hắn lo lắng là phong hội trách tội Cavendish gia tộc. Hôm nay hộ tống Ander một khối đến đây, không chỉ có có chịu đòn nhận tội Anderay còn có Cavendish gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, Andrew Cavendish. Khương Minh Văn mời bọn họ một đám mọi người tiến vào nội đường uống trà. Một giờ đi qua, là Phong không có đến. Bất quá, Ander thần sắc đồng thời không cái gì một tia không kiên nhẫn, bình tĩnh mà ngồi, đồng thời, nắm bên cạnh nát thang tay lại qua một giờ bên ngoài có chân người bước gấp gáp đến đến thở hồng học khương tiểu hải cái thứ nhất lao ra chỉ gặp la phong đã cất bước đi vào bản thảo đường đại môn la đại ca khương tiểu hải một mặt hưng phấn mà đi lên không chút nào che giấu trong lòng kích động cúng bái la phong là một người đến đây nước anh hành trình đã kết thúc la phong kế hoạch là bay thẳng hồi hàng châu đại học đương nhiên trước lúc này la phong sẽ không quên cái này một hạt châu hắn muốn biết cái này có phải hay không viên thứ tư thần bí hạt châu cứ việc la phong bây giờ cảnh giới chỉ là tử khí đông lai thần công tầng thứ ba trung kỳ vẫn không có thể dung hợp viên thứ tư thần bí hạt châu nhưng là có thể nắm trong tay chung quy là chuyện may mắn la phong tự tin một khi chính mình dung hợp viên thứ tư thần bí hạt châu nhất định có thể đánh vỡ gông xiềng bước vào chất cốc cảnh hàng ngũ la phong vô cùng khát vọng một ngày này nhanh chân đi vào bên trong đường. La thần y. Ander lập tức đứng lên, dẫn phu nhân nát thang, hướng về La Phong cuối người chào nói tạ. La Phong phất tay để hắn miễn đi tất cả phong cách tầm thường đồ vật. Ander cũng là thức thời, phất phất tay, một bên con trai trưởng Andrew hai tay dân một cái hộp đi tới. La thần y, đây là có một phần ngân hàng thụy sĩ sổ tiết kiệm, bên trong có ta suốt đời tài phú, ngân hàng mật mã ở lại bên trong. Ander trầm giọng mở miệng, Đúng, còn có viên kia giá trị trân quý hạt châu cũng đặt ở ngân hàng Thụy Sĩ tổng bộ quỹ bảo hiểm, người có thể tùy thời đi lấy. Nghe vậy, La Phong Mi đầu không khỏi khẽ nhíu. Nói như vậy, chính mình muốn lấy đến viên kia thần bí hạt châu, còn phải đi một chuyến Thụy Sĩ. Bất quá, nghĩ lại, La Phong cũng thoải mái. Cho dù vậy thì thật là chính mình muốn tìm viên thứ tư thần bí hạt châu, mình bây giờ cũng không cách nào hấp thu. Chẳng bằng đặt ở ngân hàng cũng so sánh ổn thỏa. La Phong hào phóng địa tiếp nhận hộp, cũng không trực tiếp mở ra đi xem. Chứng kiến, Ander không khỏi ngầm tán thưởng. Trước mắt cái này hoa hạ thanh niên, khó trách có thể chấn động thế giới. Hắn Ander suốt đời tài phú, đối phương tiếp nhận, mặt không đổi sắc, dường như không để ý chút nào, phần này tâm cảnh, đã đủ để miễu sát mọi người. Liên tục cảm tạ, đồng thời cũng để cho Ray lần nữa hướng La Phong sau khi nói xin lỗi, Ander mới mang theo mọi người rời đi. La đại ca. Khương Tiểu Hải hưng phấn vô cùng, chúng ta cũng dự định về nước. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, xoay mặt nhìn lấy Khương Minh Văn, Khương Minh Văn thần sắc kiên định gật đầu. La Phong cười rộ lên, nếu như Khương trưởng môn nhân bọn họ biết các ngươi muốn trở về, nhất định rất vui vẻ. La này trở về. Khương Minh Văn hận không thể lập tức bay trở về nước. La Phong nói cho Khương Minh Văn, Hắn ngày mai 8 giờ sáng chuyến bay, hai người hẹn xong, đến lúc đó tại Hàng Châu gặp mặt, La Phong lại trợ giúp Khương Minh Văn liên hệ cổ y môn mọi người, theo thời gian tính toán, cổ y môn trọng kiến kỳ hạn, hẳn là cũng không xa. Trở lại khách sạn. Cứ việc ở nước Anh náo ra một trận sóng to gió lớn, La Phong cũng tiếp vào không ít đến từ trong nước điện mừng, bất quá, La Phong tâm cảnh lại như cũ bình thản, trở về phòng trước tiên, La Phong liền ngồi xuống, tiếp tục in khắc trận pháp trước mắt vui sướng, không biết hòa tan La Phong trong lòng cảm giác nguy cơ. Hắn sẽ không quên, có một cái uy hiếp tiềm ẩn, lúc nào cũng có thể hội buông xuống. Mang thiên giáo giáo chủ Âu Dương vô cực La Phong bây giờ là quan nội cảnh vô địch, có thể Âu Dương vô cực thế nhưng là 30 năm trước thì bước vào chất cốc cảnh tuyệt thế cường giả, hắn một khi đánh tới, hậu quả khó mà lường được. La Phong nhất định phải chuẩn bị tốt ứng đối đối sách. Trước mắt mà nói, mấu chốt nhất tự nhiên là in khắc trận pháp la phong không hy vọng xa vời cấp một trận pháp thất bộ mê tung trận có thể vây khốn chất cốc cảnh cường giả âu dương vô cực thế nhưng là nếu có thể ngăn cản hắn một lát chính mình hoàn toàn có thể tìm được đào vong cơ hội in khắc trận pháp phòng bị vạn nhất la phong tay nhanh chóng động đương nhiên quan trọng hơn vẫn là tự thân thực lực la phong đôi mắt toát ra một trận chờ mong thần sắc Màu chóng đột phá đến tử khí đông lai tầng thứ ba đỉnh phong, liền có thể tiến về Thụy Sĩ, lấy ra viên kia thần bí hạt châu. Đến lúc đó, đột phá chất cốc cảnh. Âu Dương vô cực, cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Lại là một đêm trôi qua. Nước Anh phong bạo, dần dần lắng lại. Sáng sớm, Luân Đôn phi trường, là phong một đoàn người cũng leo lên về nước chuyến bay. Gần như đồng thời, Hàng Châu, nổi danh nhất diễn đàn, đột nhiên xuất hiện một đầu thiếp mời tiêu đề bắt mắt anh hùng về nước trong nháy mắt tại cái kia diễn đàn nổ tung không ít người ấn mở đi xem hai ngày qua này phần tử khủng bố đại náo nước anh kết quả bị hoa hạ thanh niên quét ngang trấn áp tin tức đồng dạng bao phủ cả nước rất nhiều người đều trước tiên biết được la phong bọn người trở về cụ thể chuyến bay truyền nước ta uy la phong chính là ta thần tượng a ta quyết định trốn học cũng muốn đi nghênh đón la phong trở về trước lúc này trên thực tế ta đối chúng ta cái gọi là hoa hạ công phu vẫn là ông thái độ hoài nghi nhưng bây giờ ta muốn bái la phong vi sư a à? nghe nói la phong nhất quyền có thể đánh chết một con voi lớn công phu anh hùng anh hùng dân tộc tuyệt thế thần y ta đi phi trường nên đón la phong các ngươi đâu một một cái này một thiếp mời tại rất ngắn thời gian bên trong bốc lửa gây nên vô số người kịch liệt tiếng vọng không bao lâu càng là từ nơi này diễn đàn bắt đầu lan tràn ra ngoài dẫn bạo cả nước xuất phát hàng châu phi trường đi gần như đồng thời hàn quốc nào đó ngôi sao bài viết chúng ta chân dài ốc chẳng mấy chốc sẽ đến hàng châu trời ạ à, đây chính là phát sáng sớm nguyên lần đầu tiên tới hàng châu mở ca nhạc hội chúng ta hàng châu nguyên phấn nhất định phải làm cho nguyên nguyên cảm nhận được chúng ta nhiệt tình đúng hưởng ứng lên Cùng một chỗ đi phi trường đón Oppa. Tiếp Oppa tỷ 1. Tiếp Oppa từ 1. Tiếp Oppa tám 10086. P.S. Mình không đổi kiểu tên hàng nữa, để hàng Việt cười toe toét. Giữa trưa. Một trận theo Hàn Quốc bay hướng hàng châu máy bay tư nhân, trên máy bay là châu Á một đường siêu sao phát thần nguyên đoàn đội. Tháng trước nước Mỹ ca nhạc hội, chưa từng có thành công, chúng ta Á châu minh tinh muốn khai thác Âu Mỹ thị trường cũng không dễ dàng. Mái tóc rối vàng ống Mỹ nữ tên là Anna, Mỹ hàng hỗn huyết, là phát thần nguyên người đại diện, kim bạn gái. Cái kia cũng nhờ có Anna cái này đường nét, lại có thể thỉnh cầu nước Mỹ liệt báo đặt chiến đội đến cho chúng ta hộ giá hộ tống. Đoàn đội một thành viên cười nói. Anna bên cạnh, một tên mặt lấy nghỉ dưỡng Âu Phục Anh Tuấn Nam tử khuôn mặt bộc lộ ý cười, cùng Anna đối mặt cười một tiếng nước mỹ ca nhạc hội chưa từng có thành công đúng là bởi vì anna cùng nước mỹ liệt báo đặt chiến đội một tên đội trưởng có quan hệ thân thích nếu không cũng không dễ dàng có nước mỹ ca nhạc hội chưa từng có thành công tới làm làm nền lần này hoa hạ chuyến đi chúng ta càng có lòng tin chúng ta nguyên nguyên thế nhưng là châu á đỉnh cấp ngôi sao tại người hoa khí cũng là vô cùng tốt anna mỉm cười không phải vậy đợi lát nữa máy bay hạ xuống thời điểm chúng ta liền đến cảm thụ một chút Hoa Hạ đám phan hâm mộ nhiệt tình. Chúng ta Pia đoàn đội đã tại Hoa Hạ các đại diễn đàn phát động phan nhất định sẽ có vô số fan tới đón máy. Phát thần nguyên đoàn đội các thành viên đều lòng tin 10 phần. Đoạn thời gian trước, tự hồ cũng là tại Hàng Châu, có một trận trung hàng giao lưu đại hội đi. Phát thần nguyên tự nói một tiếng, hít mắt, nghe nói huyên náo thẳng không thoải mái, ta Hàn Quốc đoàn đội, bị người nhục nhã. Nguyên Nguyên, ngươi có ý nghĩ gì? Anna lập tức hỏi. Nguyên kế hoạch ca nhạc hội vé vào cửa, toàn bộ tăng lên 200 khối. Phát thần Nguyên trầm giọng mở miệng. Một tên đoàn đội thành viên chần chờ phía dưới, cái này sẽ có hay không có điểm nhiều? Nhiều. Cũng không có. Phát thần Nguyên khuôn mặt toát ra tự tin ý cười, người Hoa cũng là người ngốc nhiều tiền. Điều này cũng đúng. Anna cười nói, nhà ta nguyên nguyên thế nhưng là ái châu cự tinh, vé vào cửa đắt một chút chuyện đương nhiên, lại nói, hoa hạ có một nhóm lớn cái gì A à hàng nhất tộc, nói khoa trương một chút, chúng ta nguyên nguyên thả cái rắm, bọn họ cũng nói, người hàng cái rắm, cũng là sau người hoa thơm. Na tỷ cái này không có chút nào khoa trương. Ha ha. Đúng, hoa hạ có câu nói, nước ngoài ánh trăng càng thêm tròn. Trên máy bay, bầu không khí một mảnh hỏa nhiệt. Tất cả mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn, chờ mong đến hàng châu một khắc hàng châu phi trường người đông tấp nập đám người dường như mọc lên như nấm đồng dạng nhau nhau toát ra đem phi trường công tác nhân viên đều hoảng sợ kêu to một tiếng vội vàng lấy khẩn cấp biện pháp sau cùng kinh động đặc công một chi đại đội đến đây duy trì trật tự hiện trường thật điên cuồng a à. trong phi trường mấy tên bảo an lau một vệt mồ hôi lạnh những người này đều là tiếp người nào mấy không thấy được sao rất nhiều người đều dơ thẻ bài trên đó viết phát thần nguyên Hàn Quốc Minh Tinh a, à, khó trách Nhi Tử ta cũng đang đuổi Hàn Quốc Minh Tinh. Thực theo ta nói, Hàn Quốc Minh Tinh đều dài hơn một cái dạng. Người trẻ tuổi nha. Đặt công trước đến duy trì trật tự, phi trường các nhân viên an ninh áp lực giảm nhiều, tự nhiên cũng có rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Một trận chờ đợi. Rốt cục, phi trường đại sảnh xuất hiện rối loạn tưng bừng, có một thanh âm bén nhọn mà hưng phấn, trong tay giơ cao lên thẻ bài, nguyên nguyên tới. Rất đẹp. Phát thần nguyên. Ta yêu ngươi. Nguyên nguyên. Nguyên nguyên. Dơ thể bài người bắt đầu cao giọng hô to. Người đông tấp nập A. À. Phát thần nguyên mang theo kính trâm, tại bảo tiêu hộ tống phía dưới, mang theo đoàn đội đi tới, khuôn mặt toát ra ý cười, hoa hạ phan, quả nhiên rất điên cuồng. Vượt qua ta tưởng tượng, ta không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Anna đồng dạng mang theo kính trâm. A, à, đại bộ phận vậy mà đều thẳng bình tĩnh. Một tên đoàn đội thành viên thấp giọng mở miệng, giơ thẻ bài phan so sánh cuồng nhiệt, còn lại, làm sao? Giống như không có có phản ứng gì. Nhìn thấy sáng sớm nguyên ca, đều cao hứng nói không ra lời đi. Cùng lúc đó, tại phát thần nguyên một đoàn người đến một khắc, phụ trách nhiệm vụ lần này đặt cảnh đội đội trưởng Lý Hải cũng khẩn trương lên, hắn từng gặp qua không ít cảnh tượng tương tự, có lúc, thực sẽ mất khống chế. Vạn vừa phát sinh giảm đạp sự kiện, chính mình trách nhiệm thì đại. Nhưng mà, chốc lát sau, Lý Hải thần sắc có chút ngạc nhiên. Những thứ này phan, đã vậy còn quá lý trí. Lý Hải cảm giác có chút không thể tin được, hiện trường người tới, ngàn vạn. Đem trọn cái phi trường đại sảnh vây quanh đến nước chảy không lọt, thế nhưng là, phát thần nguyên xuất hiện về sau, cũng liền 200-300 tên người kích động hò hét, so sánh cả đám người, thực sự không có ý nghĩa. Thật khó có thể tin. Phát thần nguyên đoàn đội, Anna cũng đang cảm thán đồng thời nở nụ cười xinh đẹp, là nhà ta nguyên nguyên khí tràn quá cường đại sao. Nhìn, có phản ứng. Có một đoàn đội thành viên đột nhiên hô to. Đám người bắt đầu bạo động. Không ít người ánh mắt phát sáng, nhào nhào đem đã sớm chuẩn bị tốt thẻ bài, hoặc là biểu ngữ lấy ra tới. Anna cười, ta nói bọn họ làm sao không có phản ứng, nguyên lai, like, là phản ứng quá trì độn. Lý Hải vừa vặn trầm tĩnh lại tâm tình thoáng cái kéo căng, chỉ huy đặt cảnh đội duy trì trật tự la phong la phong la phong đồng loạt tiếng họ hét âm dời núi lấp biển vang tận mây xanh lý hải sửng sốt anna mắt trợn tròn phát thần nguyên thoáng cái mộng bức la phong phát thần nguyên đoàn đội thành viên nhìn không được nghi hoặc sáng sớm nguyên ca tại hoa hạ lại còn có như thế một cái xưng hào anh hùng la phong anh hùng la phong anh hùng la phong thanh âm kích động bành trướng phấn chấn cao vút lý hải rốt cục ý thức được lần này nhận điện thoại đám người đại bộ phận cũng không phải là đang đợi phát thần nguyên mà chính là la phong lý hải thần sắc chấn động là cái kia la phong hai ngày này một cái chấn kinh toàn thế giới tên hoa hạ la phong hắn xuất lĩnh một nhánh chiến đội nghiền nát thế giới đệ nhất tổ chức khủng bố ma trời âm mưu, đồng thời, độc thân xâm nhập, đem trọn cái tổ chức khủng bố tổng bộ nhổ tận gốc, đồng thời, tại tổ chức khủng bố tổng bộ tối thượng hư không, cắm lên hoa hạ cờ xí. Bây giờ, trên Internet lửa nóng nhất một tấm hình, cũng là lưu truyền tới, cổ bảo trên không, cờ đỏ tung bay. Phấn chấn nhân tâm Truyền nước ta uy La Phong La Phong La Phong Đình tài nhất ốc La Phong một đoàn người xác thực mới vừa đi ra đến, đều bị tình cảnh lớn như vậy hoảng sợ kêu to một tiếng. Ta đi. Đây là có chuyện gì? Thiết diện kinh ngạc đến ngay người. Bọn họ, tự hồ tại hô lão đại tên. Quyết ma yếu ớt mở miệng. Xem ra là nên đón chúng ta. Phán quan khuôn mặt mỉm cười. Con mọc sách, nghĩ không ra, sau chuyện này, người nhân khí, vậy mà tăng vọt đến trình độ này, xem ra về sau ngươi cũng không thể qua cuộc sống an ổn thiên y lâm liếc mắt một cái la phong la phong khuôn mặt bộc lộ đắng chát trước mắt chiến trận có thể so với siêu cấp minh tinh buông xuống mặc dù là có nước anh một hàng dẫn bạo toàn cầu sự kiện có quan hệ thế nhưng là đương đại lại có mấy người đãi ngộ này quá làm người đau đầu ta còn muốn hồi hàng châu đại học sách la phong lắc đầu thở dài mấy người vừa tốt đi qua phát thần nguyên đoàn đội làm phiên dịch đem La Phong lời nói nói ra, phát thần nguyên đám người sắc mặt thoáng cái đều âm trầm. Mẹ nó, chiếm tiện nghi còn khoe mẻ. Cái này là cố ý trào phúng sao? Phát thần nguyên nhịn không được giận, hừ. Biết chút cậy mạnh thất phu thôi, cũng có tư cách hưởng thụ cái này phô trương. Người Hoa, quả thực không thể nói lý. Thanh âm rất lớn, trực tiếp truyền vào la phong các loại trong tay người. Tại một mảnh tiếng hô to phía dưới, phát thần nguyên thanh âm lộ ra đột ngột là phong một đoàn người trực tiếp dừng bước lại mà lại vừa vặn câu nói kia phát thần nguyên vậy mà trực tiếp dùng tiếng trung có ý tứ gì thiết diện trực tiếp ánh mắt bất thiện dò xét đi qua hắn là cái bạo tính khí phát thần nguyên không sợ chút nào hừ một tiếng sớm có truyền ngôn nước anh sự tình là một cảnh phim các ngươi cũng liền có thể lừa bịp những thứ này ngu muội dân chúng a à phát thần nguyên tiếng hoa nói bản lĩnh ngược lại là phi thường không tệ. La Phong lông mi khẽ hất, lắc đầu, không để ý đến phát thần nguyên, chúng ta đi. Nơi này đám phan hâm mộ thực sự quá nhiệt tình, La Phong lo lắng, đợi lưu quá lâu, sẽ xuất hiện biến cố. Phát thần nguyên cảm giác được bị không để ý tới, đôi mắt lóe ra một tia giận dữ, bởi vì Anna và nước Mỹ liệt báo đặt chiến đội quan hệ, phát thần nguyên đã sớm đối La Phong cái tên này khó chịu, không nghĩ tới, vậy mà tại hôm nay gặp gỡ. Đuổi kịp mấy bước. La Phong, ngươi dám chính diện trả lời ta vấn đề sao? Phát thần nguyên la lớn. Lúc này, vừa tốt La Phong cánh tay bãi xuống, vốn là hô to La Phong tên đám người thoáng cái an tĩnh, phát thần nguyên thanh âm rõ ràng truyền ra. Trả lời vấn đề. Trả lời vấn đề gì? À, người này cũng rất quen mặt, tự như là cái Hàn Quốc minh tinh. Không ít người nhao nhao tò mò nhìn qua. Phát thần nguyên sắc mặt hơi khó coi, hắn vốn chính là mượn toàn trường thế, biết La Phong tại trước mặt mọi người không dám bắt hắn thế nào, mới lớn tiếng quát lớn La Phong, thật tình không biết, vậy mà gây nên chú ý. Hả, cũng không có gì. La Phong mỉm cười giải thích, vị này Hàn Quốc bạn bè, nói không biết đến hoa hạ công phu, muốn cùng ta luận bàn một chút, dùng cái này nghiệm chứng, Hàn Quốc Taekwondo mới là đệ nhất thế giới công phu. Lời nói hạ xuống, Phát thần Nguyên khuôn mặt nhất thời biến ảo. La Phong, cái này là cố ý muốn hố hắn. Toàn trường trong nháy mắt nổ tung. Phát thần Nguyên muốn đại biểu Hàn Quốc Taekwondo khiêu chiến La Phong Hoa Hạ công phu. Đúng a, à, sáng sớm Nguyên ca đập mấy bộ đánh võ phim nhiều tập, nguyên lai like là có chân thực công phu. Hoa Hạ công phu VS Hàn Quốc Taekwondo. Thật khiến cho người ta chờ mong. Phát thần Nguyên đâm lao phải theo lao. Sắc mặt khó chịu tới cực điểm. Taekwondo. hắn xác thực biết một chút thế nhưng là còn không có tự đại đến có thể đối phó nước mỹ liệt báo đặt chiến đội nhưng trước mắt này vị lại là có thể để nước mỹ liệt báo đặt chiến đội dêm hiu đại đội trưởng cũng không dám trêu chọc hắn như thế điểm công phu mèo ba chân cũng chính là thích hợp vỗ vỗ kịch cuối cùng phát thần nguyên chỉ có thể sụ mặt nén giận không nói một lời mang theo chính mình đoàn đội xám xịt trời đi sau lưng thiết diện không chút kiên kỵ cười to tiếp đó, la phong chỉ có thể cùng đông đảo phan cuồng nhóm chào hỏi, đều nói mỗi một thiếu niên trong lòng đều cất giấu một cái giấc mộng võ hiệp, xác thực như thế a. À. thiên y lam không khỏi cảm khái, hoa hạ công phu, truyền đi thật thần kỳ, có thể bình thường dân chúng, vì từng chứng kiến, vô số thiếu niên đều có một thân tuyệt học, song sáo giang hồ mộng, chỉ tiếc mộng cảnh khoảng cách hiện thực, thủy chung xa xôi. mà bây giờ, la phong tên, hoành không xuất thế tuyệt đối vũ lực trấn áp tà ác phù hợp trong lòng mọi người chánh thức quốc chi đại hiệp hình tượng tự nhiên dẫn phát oanh động đây tuyệt đối là hiện tượng cấp trọn vẹn nửa giờ sau la phong miệng lưỡi đều có chút khô ráo mới khiến cho tại chỗ đám phan hâm mộ dần dần sơ tán rời đi la phong một đoàn người đi ra phi trường sư phụ thiên y lâm ngoài ý muốn đi ra phía trước đông phương vân tiêu khuôn mặt mỉm cười ta đại biểu hiên viên các hàng châu phân bộ hoan nghênh anh hùng về nước sau khi lên xe la phong bọn người biết được đông phương vân tiêu vừa vặn được bổ nhiệm làm hiên viên các hàng châu phân bộ người tổng phụ trách la phong kế hoạch lưu tại hàng châu tìm kiếm tiêu quân đông phương vân tiêu trưởng quản hàng châu phân bộ đối la phong mà nói tự nhiên là chuyện tốt một phen chúc mừng đồng thời đông phương vân tiêu cáo tri la phong một tin tức đến đón lấy thế giới đặc chủng binh quân sự diễn tập bởi vì mấy cái quốc gia đồng thời tại sắp xếp thời gian phía trên xuất hiện một vài vấn đề bởi vậy thế giới đặt chủng binh diễn tập muốn trì hoãn trì hoãn là phòng đám người nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau cười to ta nghĩ cái này mấy cái quốc gia riêng là lấy nước mỹ cầm đầu đi thiết diện cười nhạo bọn họ làm sao không dứt khoát nói thẳng muốn hủy bỏ thế giới đặt chủng binh diễn tập lão đại lần này ngươi nhưng chân chính đem bọn hắn đều đánh sợ địa ngục chiến đội đều thoải mái cười to đông phương vân tiêu lại khuyên bảo không thể phớt lờ bọn họ hoàn toàn có lý do trực tiếp thật hủy bỏ thế giới đặt chủng binh diễn tập nhưng bây giờ chỉ là kéo dài thời hạn nói không chừng bọn họ đang chuẩn bị cái gì la phong tự tin các loại đến lúc đó bọn họ càng thêm không có thắng cơ hội cho dù đối phương thật có chuẩn bị la phong cũng không sợ bởi vì hắn thực lực cũng không phải ngừng bước không tiến nói không chừng đợi thế giới đặt chủng binh diễn tập bắt đầu thời điểm hắn đã là chất cốc cảnh tồn tại theo quan nội cảnh đến chất cốc cảnh cái này một cái chất bay vọt yến quy lai dốc cả một đời suýt nữa đều không cách nào đột phá nếu như hắn biết la phong tâm lý loại suy nghĩ này đem đột phá chất cốc cảnh xem như quát nước sôi giống như nhất định cho hắn mắt trận trắng một hàng mọi người đến một chỗ khách sạn uống no bụng uống đã về sau mỗi người rời đi yến quy lai muốn đặt huấn huyết ma cùng báo ảnh hai người ánh mắt mang theo chút kinh dị đi theo yến quy lai rời đi mà thiết diện cùng phán quan thì phải trọng chỉnh hoàng tuyền ban cùng mạng đà la đoạn thời gian trước bởi vì âu dương thế gia chèn ép chiếc này cổ một đen một trắng thế lực đều bị thương nặng nhất định phải cấp tốc trọng chỉnh lấy hàng châu vì đại bản doanh một mực khống chế lại con đường la phong hồi trước khi đến cũng khuyên bảo mọi người cẩn thận mang thiên giáo ngóc đầu trở lại Lần này đến, nhất định sẽ là chất cốc cảnh cường giả. La Phong cùng Thiên Y Lam mới vừa đi ra khách sạn thì nhận được một cú điện thoại. Xuất ngoại xử lý như vậy một kiện đại sự, lại đem ta đẩy ra, người có ý tứ gì a? À? Tống Đại Huỳnh đồng học thanh âm hô to vang lên. La Phong nhìn một chút Thiên Y Lam, có chút tâm hỏng, khục một chút, bởi vì đi công tác vừa tốt gặp gỡ, thuận tiện trừ rơi. Ít đến Tống Đại Huỳnh phát tiết trong lòng oán khí về sau, mới nói lên chính sự, tổ nãi nãi đã thúc ta nhiều lần, ngươi chừng nào thì cùng ta hồi miêu trại một chuyến. Lần trước ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, sau khi về nước, thì cùng ta trở về. La Phong không có cách nào, chỉ có thể cùng Tống Đại Huỳnh hẹn xong, ba ngày sau đó, cùng một chỗ hội độc nam miêu trại. Thiên Y Lam đứng ở một bên, La Phong treo máy về sau, mới nhẹ giọng mở miệng, thực, Tống Đại Huỳnh, thẳng quan tâm ngươi thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một tia ai oán chi ý. La Phong vội vàng đổi chủ đề. Hai người cùng nhau hồi Hàng Châu Đại học. Ba giờ chiều. Vừa lúc là thời gian lên lớp, trường học người không nhiều. Hai người đi vào trường học về sau, nói chuyện phím đến cửa phòng ngủ, mỗi người trở về. Ba ngày sau, ta cũng muốn đi xem một chút miêu trại phong cảnh. Trước khi rời đi, Thiên Y Lâm nhẹ giọng nói một câu. La Phong có chút đau đầu. Tuy nhiên hai nữ quan hệ khác biệt tại tử kinh trung học thời điểm như thế lẫn nhau không quen nhìn, thế nhưng là hai nữ đứng chung một chỗ, tổng cho La Phong mang đến một chút không hiểu áp lực. Thế nhưng là Thiên Y Lam cực ít hướng hắn đưa ra cái gì? Yêu cầu này, La Phong cũng không có lý do cự tuyệt. Tính toán Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. La Phong không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trở lại 358 phòng ngủ, bên trong không có một ai la phong nằm ở trên giường nghỉ ngơi rất nhanh đến tan học thời gian la phong vốn định cho phòng ngủ các huynh đệ một kinh hỷ có thể chờ đợi thật lâu cũng không thấy trở về nhìn không được thì gọi điện thoại bạn ca ngươi ở đâu la phong bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống tâm thần siết chặt vội hỏi ngươi làm sao tại bệnh viện bệnh viện la phong bước nhanh đi đến thẳng đến phòng bệnh bộ ngực đoạn ba cái xương sườn ngón tay cũng có một chỗ gãy xương. Nằm tại trên giường bệnh là Đông Phương Tế. 358 phòng ngủ mấy cái huynh đệ đều tại, trừ Đông Phương Tế bên ngoài, tề tiếu trên tay cũng có băng bó vết thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Phong trầm mặt, khuôn mặt lóe qua phẫn nộ. Đoạn thời gian trước, có người lệnh truy nã. Sử bàn trí nói, 361 phòng ngủ mấy người công nhiên tại phòng ngủ hành lang nói nói xấu ngươi, chúng ta không vừa mắt thì cùng bọn hắn lên xung đột. La Phong Long Mi trong nháy mắt lạnh lùng nhấc lên, đông phương tế đều như vậy, trường học phương diện đâu? Sự kiện này xử lý như thế nào? Sử bàn trí khuôn mặt khó chịu, trường học ý tứ, để cho chúng ta tự động hiệp thương, nếu không, tập thể khai trừ xử lý. Quả thực cũng là hỗn trướng. La Phong giận, vỗ bàn đứng dậy, một lát, cười lạnh, tốt, đã trường học để cho chúng ta tự động xử lý, vậy thì tốt, ta đến xử lý bởi vì vương thập vương sư phụ quan hệ nằm tại trên giường bệnh đông phương tế ánh mắt lóe qua không cam tâm vương thập phương là võ giả huynh đệ chúng ta mấy người cũng là tại trên tay hắn thiệt thòi lớn bạn ca thương tổn nội tạng trong khoảng thời gian này một mực ăn thuốc trị thương vương thập phương sư phụ là ai Là phong lạnh lùng nói xuất thân ngũ phái một trong nghe nói là hàng châu siêu cấp thế gia cố gia mời đến khách khanh tại cố gia có chút địa vị sử bàn trí nói ra sự kiện này phát sinh về sau chúng ta toàn khối chú ý chữ phổ chủ nhiệm lập tức tiếp nhận xử lý là hắn chính miệng nói với chúng ta vừa mới cái kia lời nói cố chủ nhiệm cũng là người cố gia bởi vì vương thập phương sư phụ chuẩn bị qua quan hệ tự nhiên khuynh hướng vương thập phương bọn người tề tiếu giọng căm hận mở ra miệng la phong ánh mắt càng băng lãnh không chỉ có như thế đoạn thời gian trước sự tình vừa phát sinh thời điểm vương thập phương bọn họ còn ngược lại muốn chúng ta bồi chén thuốc phí nâng lên sự kiện này sự bàn trí nén không được lửa giận hừng hực lại mạnh mẽ đè xuống lão tứ trên thân thương tổn là về sau lại lên xung đột lưu lại ta không tại huynh đệ của ta liền có thể tùy ý khi dễ sao la phong thần sắc băng lãnh tới cực điểm tham dự việc này người ta một cái sẽ không bỏ qua bọn họ hiện tại cũng biết sợ hãi đông phương tế lạnh giọng mở ra miệng trước đó không lâu ngươi lệnh truy nã hủy bỏ vương thập phương bọn người liền không có lại xuất hiện qua lại đến hai ngày trước ngươi ở nước anh náo ra đại động tỉnh cả nước khen ngợi vương thập phương bọn người càng là tại cố chủ nhiệm chỉ huy phía dưới chính thức mở bệnh viện nhận nhận sai lầm đồng thời đưa ra bồi thường tiền sự tình sau đó thì sao ta cự tuyệt sử bàn trí hung ác âm thanh trả lời cự tuyệt thật tốt la phong cười lạnh ta không tại thời điểm thương tổn huynh đệ của ta, hiện tại ta trở về, liền muốn bồi thường tiền sự tình. Bọn họ coi chúng ta là thành ngu ngốc sao? La Phong ngồi xuống, chú ý chữ phổ chủ nhiệm, 361 phòng ngủ, còn có cố gia. La Phong lấy điện thoại di động ra, trầm ngâm biết, tìm tới chú ý lớn lên trúc điện thoại, ban đầu ở tư đồ minh trí dựng offline, hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Chú ý lớn lên trúc, cố gia trưởng tử đích tôn, cố gia đời sau gia chủ người thừa kế. Chú ý lớn lên trúc tại cố gia địa vị, không thể nghi ngờ. Ha ha, phong thiếu gia, tiếp vào ngươi điện thoại, ta có thể thật có chút thụ sủng như kinh A. À. Chú ý lớn lên trúc thanh âm cười vang lên, tối nay ta thiết yến, cho dân tộc chúng ta anh hùng bậy tiệc mời khách. Là phong thanh âm bình tĩnh, cố thiếu, ta hiện tại cũng không có tâm tình ăn cơm. Đầu bên kia điện thoại, chú ý lớn lên trúc vốn ngồi ở trên ghế salon uống trà, nghe vậy, thoáng cái đứng lên, trầm giọng mở ra miệng, phong thiếu gia, có chuyện gì? ta có cái huynh đệ bị đánh nằm viện, nghe nói người hành hung là người cố gia chỗ dựa. la phong thanh âm bình tĩnh lạnh lùng, có thể truyền vào chú ý lớn lên chút trong tai, không thua gì sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt kinh hải ra mồ hôi lạnh, sau lưng thoáng cái ướt đẫm. la phong là nhân vật nào? chỉ bằng hắn cùng kinh thành tư đồ gia quan hệ chú ý lớn lên trúc cũng tuyệt không nguyện đắc tội đêm đó la phong đối phó lạc gia cùng hàn quốc cho gia hai vị công tử ca lúc sát phạt quyết đoán thủ đoạn ký ức vẫn còn mới mẻ chớ nói chi là bây giờ la phong tên vang vọng hoa hạ người nào như thế không có mắt lại vào lúc này đụng vào la phong rủi ro ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là ta có thể cam đoan cố gia vĩnh viễn là phong thiếu gia bằng hữu chú ý lớn lên trúc tỉnh táo lại về sau lập tức tỏ thái độ. Hắn biết La Phong năng lượng khủng bố cỡ nào. La Phong thần sắc không thay đổi, hỏi thăm một bên sử bàn trí, vương thập phương sư phụ tính danh, sử bàn trí cáo tri, đối phương họ triệu, tên không biết. Cố gia khách khanh bên trong, nhưng có triệu họ vũ người. La Phong trực tiếp hỏi. Chú ý lớn lên trúc ngẫm lại, lập tức trả lời người này tên là Triệu Bắc, là ngũ phái người tuyết sơn phái đệ tử. La Phong ánh mắt nhẹ hiếp mắt chính mình cùng tuyết sơn phái, thật là có duyên. Theo trú kiếm phong phía trên, đánh bại tuyết sơn phái thiết hồ lão tổ, lại cho tới bây giờ, chỉ là một tên tuyết sơn phái đệ tử, cũng dám trêu chọc chính mình. Trong vòng một canh giờ, để hắn đến bệnh viện nhân dân. La Phong lời ít mà ý nhiều, nói cho hắn biết, chịu đòn nhận tội. Nói xong, La Phong trực tiếp cúp điện thoại. Chú ý lớn lên trúc đồng tử đột nhiên vừa mở, câu nói sau cùng, hắn cảm nhận được La Phong lửa giận trong lòng. Sự kiện này, nếu không xử lý thỏa đáng, hậu quả. Không thể tưởng tượng nổi. Triệu Bắc Chú ý lớn lên chút thần sắc phẫn nộ, kém chút bị ngươi hại chết cố gia, người tới, dùng tốc độ nhanh nhất, thông báo Triệu Bắc, để hắn tới gặp ta. Tiếp đó, là cái kia tính cố chủ nhiệm. La Phong nói, tra một chút, phòng làm việc của hiệu trưởng điện thoại. Lúc này hiệu trưởng cũng không ở văn phòng, ta cái này có đặng hiệu trưởng tư nhân số điện thoại di động. Sử bàn trí mở miệng, đồng thời cắn răng bổ sung một câu, ta hao tổn tâm cơ mới nắm bắt tới tay, vốn là kế hoạch, nếu như vương thập phương bọn họ tiếp tục hùng hổ dọa người. Như vậy, thì nháo đến hiệu trưởng trước mặt, cá chết trách lưới. La Phong nhìn lấy trong phòng bệnh huynh đệ ba người, tham dự sự kiện này, một cái cũng không buông tha. Bởi vì, các ngươi đều là ta La Phong huynh đệ. La Phong kết nối hiệu trưởng Đặng Triệu Tuyền điện thoại. Ta là La Phong, năm thứ nhất đại học, trung văn hệ học sinh. La Phong trực tiếp dứt khoát gọn gàng địa tự giới thiệu. La Phong đồng học. Lúc này, Hàng Châu Đại học hiệu trưởng Đặng Triệu Tuyền ngay tại tham gia một cái yến hội, nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, chợt khuôn mặt toát ra ý cười, La Phong đồng học, ngươi vì nước làm rạng rỡ, không thể bỏ qua công lao, nghe nói, quan phương chuẩn bị chính thức trao tặng ngươi anh hùng dân tộc xưng hào, ta đang định tìm ngươi, đến lúc đó, trường học Phương diện sẽ vì ngươi triệu mở một lần toàn trường hội nghị, đối ngươi tiến hành khen ngợi. Đặng hiệu trưởng. La Phong đánh gãy đặng triệu Tuyên hiệu trưởng lời nói, ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng, ta gọi điện thoại là muốn thông tri ngài một tiếng, ta chuẩn bị nghỉ học. Cái gì? Đặng triệu Tuyên mí mắt đột nhiên nhảy một cái, vội vàng đứng lên, đi ra ngoài phòng khách về sau, mới vội hỏi, "La Phong đồng học, ngươi làm sao?" đặng triệu tuyền tự nhiên lo lắng la phong lấy tỉnh quảng đông thi đại học trạng nguyên thân phận tiến vào hàng châu đại học đối với hàng châu đại học mà nói vốn là một chuyện mừng lớn bây giờ la phong càng thêm là chiếc đại đối ngoại một lá cờ rất nhiều người nhắc đến la phong đều sẽ nói anh hùng dân tộc chiếc đại học sinh muốn là la phong nghỉ học chiếc đại danh dự cũng tuyệt đối phải chịu đến ảnh hưởng to lớn vô duyên vô cớ la phong vì sao muốn nghỉ học Đặng Triệu Tuyền nhất thời gấp, La Phong đồng học, nếu như là bởi vì trong công tác sự tình, không có cách nào chiếu cố việc học, ta có thể đặt phê, người có thể trên danh nghĩa thì, bình thường lên lớp có thể không đến, 4 năm sau trực tiếp phát bằng tốt nghiệp. Không phải ý tứ này. La Phong đạm mạc nói, ta cảm thấy, chiếc đại giáo viên an toàn. Tồn tại tai họa ngầm, ta lo lắng ngày nào bị người đánh, còn phải nén giận. Đặng Triệu Tuyền sắc mặt biến biến, chợt trịnh trọng nói, La Phong đồng học, chiếc đại tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này. Thế nhưng là, ta phòng ngủ đồng học, lại gặp phải loại chuyện này. La Phong thanh âm lạnh lùng, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Một bên sử bàn trí bọn người siết chặt quyền đầu. Số điện thoại này, sử bàn trí nắm bắt tới tay đã thật lâu, thế nhưng là, bởi vì về sau vương thập phương bọn người nhượng bộ, sử bàn trí nhất thời cũng không có quyết định muốn đem sự tình triệt để xuyên phá, dù sao hắn cũng có lo lắng, Vương Thập Phương Sư Phụ có thể khơi thông cố chủ nhiệm cái này một mối liên hệ Tại cao cấp hơn trường học lãnh đạo bên trong Chưa hẳn không cùng cố gia có quan hệ người Bây giờ, nghe thấy La Phong gọi điện thoại Cho cố trường trúc điện thoại Cho đặng triệu tuyền điện thoại Lời nói ở giữa, sự bàn trí chánh thức cảm nhận được La Phong năng lượng La Phong một câu trọng lượng, có thể đáng giá ngàn vàng Đặng hiệu trưởng nói, sau 10 phút, cho ta trả lời chắc chắn la phong cúp điện thoại thần sắc đạm mạc hôm nay việc này nhất định phải đòi một lời giải thích lão nhị chúng ta phòng ngủ nhờ có có ngươi sử bàn trí khó được tuyệt hảo một lần vỗ vỗ la phong bả vai hắn nói cũng là sự thật nếu không phải la phong loài chuyện này hướng đi nhất định lại lại là hoàn toàn khác biệt kết cục thập phúc trôi qua hiệu trưởng đặng triệu tuyền điện thoại đánh trở về hắn đã tra rõ ràng sự tình chân tướng vô cùng lớn sự tình lấy học sinh làm gốc đặng triệu tuyền biểu thị chú ý chữ phổ vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật trường học đem tổ chức hội nghị sa thải chú ý chữ phổ mấy cái kia hành hung học sinh đâu la phong lãnh đạm hỏi toàn bộ khai trừ đặng triệu tuyền không do dự lúc này hắn biết lấy hay bỏ la phong gật đầu ngay sau đó đem kết quả cáo tri sử bàn trí bọn người đây là chính bọn hắn gieo xuống ác quả Tề tiếu trầm giọng nói ra Theo khai giảng ngay từ đầu Thì khắp nơi tìm kiếm nghĩ cách cùng chúng ta không qua được Nếu như không phải nhị ca Chỉ sợ Bây giờ bị chỉnh rời đi chiếc đại Chính là chúng ta Sử bàn trí đồng ý Bởi vì đối phương có cố gia làm hậu trường Đây chính là hàng châu ba đại siêu cấp thế gia một trong Thế nhưng là Hiện tại liền cố gia Cũng không dám đắc tội La Phong Cái này Trung quy là một cường giả nói chuyện thế giới. Đông Phương Tế cảm thán, sự tình kết quả xử lý đi ra, tinh thần hắn cũng tốt hơn nhiều, trong khoảng thời gian này đến nay, chịu đến quá nhiều biệt khuất. Để bọn hắn lăn ra chiếc đại, so hung hăng đánh bọn họ một trận, muốn tốt nhiều. Sử bàn trí lạnh lùng hừ một tiếng. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiếp đó, là Phong đợi tại bệnh viện, chờ đợi triệu bắt đến. Không đến nửa giờ. Người tới, bao quát cố trường trúc cố trường trúc bên cạnh một tên thân thể khôi ngô võ giả chính là tuyết sơn phái triệu bắc ta đại biểu cố gia xin lỗi ngươi cố trường trúc tự mình đến xin lỗi thành ý mười phần la phong lạnh lùng bánh lấy triệu bắc tuyết sơn phái đệ tử tốt đại uy phong a triệu bắc theo cố trường trúc trong miệng biết được la phong muốn tìm hắn tính sổ sách sớm bị dọa đến thần sắc tái nhợt bây giờ thân thể càng là khống chế không nổi run rẩy ta Ta bắt đầu cũng không biết ngươi cùng quan hệ bọn hắn. Không biết. Ta nhìn ngươi là biết rõ đi. La Phong đột nhiên ngẩng đầu, một chưởng vỗ bàn, nổi giận đùng đùng, khí thế đột nhiên bạo phát, nghiền ép bao trùm. Đây chính là ngang dọc phía Tây, phá hủy quỷ hỏa tổ chức ngoan nhân. Triệu Bắc trực tiếp dọa đến sụi lơ quỳ trên mặt đất. Liên tục nhận lầm, cầu xin tha thứ. Cho ngươi một cái thẳng thắng cơ hội. La Phong thanh âm vô cùng băng lãnh. Triệu Bắc hối hận phát điên, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám giấu giếm, theo tối cao lệnh truy nã bắt đầu, ta được đến sư môn mệnh lệnh, muốn bắt đầu trả thù. La Phong ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Trú kiếm phong nhất chiến, hắn cùng Tuyết Sơn phái kết thù, về sau cũng có ân oán. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tuyết Sơn phái cũng dám thừa dịp hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, phát động môn hạ đệ tử, đối phó bên cạnh mình người. Triệu Bắc giao phó, 361 phòng ngũ vương thập phương bọn người Cũng là hắn cố ý phân phó Cố ý khiêu khích Đem La phong phòng ngũ huynh đệ Chỉnh ra chiếc đại Đây chỉ là bước đầu tiên Thế nhưng là Bước đầu tiên vừa vặn sự thật Kinh thành lại truyền đến la phong cường thế trở về Đồng thời quan phương hủy bỏ lệnh truy nã tin tức Triệu Bắc lập tức hôn ngừng hết thảy Hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Thế nhưng là Hắn càng không có nghĩ tới, vương thập phương bọn người đưa tiền tới đối phương không thu hiện tại là phong đến tốt một cái tuyết sơn phái a à? la phong đôi mắt càng lạnh lẽo nếu ta thật ra chuyện ta phòng ngủ huynh đệ đầu tiên gặp nạn đến đón lấy đâu bên cạnh ta bằng hữu các ngươi động thủ với ta cũng liền thôi thế nhưng là các ngươi không có can đảm này đã tuyết sơn phái không dung ta la phong như vậy ta la phong cần gì phải dễ dàng tha thứ tuyết sơn phái tồn tại âm la phong đột nhiên xuất thủ một chưởng vỗ phía dưới phút chốc triệu Bắc thổ huyết bay ra ngoài miệng đầy là máu khó khăn ngẩng đầu tầm mắt bôi qua một tia oán hận la phong nhất chưởng không có giết hắn thế nhưng là lại phế bỏ hắn một thân nội lực từ nay về sau hắn chính là một tên phế nhân chạy trở về tuyết sơn phái la phong đứng tại triệu bắc trước mặt nhìn xuống triệu bắc thanh âm lạnh lẽo nói cho thiết hồ lão cẩu nửa tháng sau ta la phong đem sang bằng tuyết sơn giống như sấm sét nổ rơi triệu bắt toàn thân trong chốc lát co rút phát run thần sắc toát ra hoảng sợ tuyết sơn phái phải tao ngộ đại kiếp la phong ý tứ là muốn đem trọn cái tuyết sơn phái nhổ tận gốc đây là diệt phái tai ương triệu bắt toàn thân đều đang run rẩy nếu thật như thế triệu bắt sẽ là tuyết sơn phái thiên cổ tội nhân cho dù hắn làm ra hết thảy cũng là sư môn mệnh lệnh. Triệu Bắc liều lĩnh cầu xin tha thứ, có thể La Phong không chút nào để ý tới. Người đều có nghịch lân. La Phong không cho người khác xâm phạm đến bên cạnh mình người, tuyết sơn phái cái này tiền lệ, nhất định phải nặng giết. Dết gà dọa khỉ. Về sau, trừ phi nhìn thấy La Phong thi thể, nếu không, người nào muốn đối phó La Phong người bên cạnh, đều muốn cân nhắc một chút, có thể hay không tiếp nhận lên La Phong điên cuồng trả thù. Cuối cùng, Triệu Bắc tuyệt vọng rời đi. Tuyết Sơn phái đem tao ngộ tai nạn, chỉ có thời gian nửa tháng chuẩn bị. Thế nhưng là là phòng đã dám bắn tiếng, thì không sợ Tuyết Sơn phái chuẩn bị. Hắn có lòng tin, sang bằng Tuyết Sơn. Bệnh viện, trong phòng bệnh, cố Trường Trúc đứng ở một bên, mắt thấy toàn bộ quá trình, sau lưng không tự giác ở giữa ướt đẫm, một trận hoảng sợ. May mắn, cố gia không có tham dự việc này, hắn cũng kịp thời cho thấy lập trường. Cố Trường trúc đối với võ giả giới có nhất định giải. Triệu Bắc là cố gia khách khanh, thực lực không yếu, hắn sau lưng Tuyết Sơn phái, càng thêm là võ giả giới quái vật khổng lồ. Nhưng mà, La Phong lại buông lời muốn sang bằng Tuyết Sơn. Gia hỏa này, quả thực bao che khuyết điểm đến cực hạn. Hàng Châu đại học. Sau buổi cơm tối, các học sinh mỗi người giải trí, 361 phòng ngủ, bốn người ăn hạt dưa uống rượu, nói chuyện phiếm. Thập Phương, ngươi một cước kia, dẫm đến thống khoái. Lâm Ba Kiệt uống một hớp rượu, cười nói, cái kia đông phương tế, tối thiểu đến tại nằm bệnh viện nửa tháng đi. Vương Thập Phương cười trừ, ánh mắt toát ra tiếc núi thần sắc, đáng tiếc, La Phong vậy mà trốn qua một kiếp, còn lập xuống đại công, trời xanh thực sự quá bất công. Ta xem là lão thiên không có mắt. Không nhân từ hung hăng đập bạn, nếu không lời nói, dựa theo Thập Phương sư phụ nói, 358 phòng ngủ những người kia nhất định sẽ lăn ra chiếc đại. Có chút tiếc nuối. Đồng thời cũng có lo lắng. Nghe nói La Phong trở về, nhất định biết hắn phòng ngủ tình huynh đệ huống, không biết có thể hay không trả thù chúng ta. Lâm Ba Kiệt lo lắng mở ra miệng. Còn không có thu đến tin tức gì, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Vương Thập Phương trầm giọng mở miệng, nước anh sự kiện về sau, La Phong cũng coi là nhân vật công chúng, hắn làm chuyện gì, đều sẽ có truyền thông cho hấp thụ ánh sáng chúng ta cùng hắn phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng nghiêm chỉnh mà nói là lẫn nhau ẩu đả nếu như hắn đến báo thù cũng là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu có hại hắn hình tượng dư luận la phong là người thông minh làm sao lại có mấy bạn cùng phòng để chính mình cái này anh hùng dân tộc hình tượng xoa điểm đen thập phương nói rất có lý ngô nhân ái buông lỏng cười nói so sánh anh hùng dân tộc xưng hào chút chuyện nhỏ này cái nào nặng cái nào nhẹ là phong trần phải phân rõ. Đến, đừng đề cập việc này, Cạn Ly. Quát 361 phòng ngủ, bầu không khí nhiệt liệt. Thập Phương, sư phụ ngươi là người trong đại môn phái, ngươi về sau cũng là tiền đồ vô lượng, đến chiếu cố một chút huynh đệ a. À. Đúng, muốn là chúng ta cũng có thể bái nhập Tuyết Sơn phái, cái kia thì tốt biết bao. Lâm Ba Kiệt vô cùng ước mơ. Nói chuyện với nhau thật vui. Chính là vui vẻ lúc một cái điện thoại gọi tới. Là sư phụ ta. Vương Thập Phương đứng lên, thần sắc cung kính tiếp điện thoại, sư phụ. Đóng lấy, Vương Thập Phương khuôn mặt cấp biến, sắc mặt trực tiếp xoát địa thương trắng xuống, tay trượt đi, ngay cả điện thoại cũng ngã xuống đất. Thấy thế, phòng ngủ mấy người khuôn mặt nhau nhau thất sắc, lòng sinh dự cảm bất tường. La Phong, bắt đầu trả thù. Rất lâu, Vương Thập Phương mới khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong bí mật mang theo hoảng sợ sư phụ ta bị phế sạch một thân nội lực trở thành phế nhân mấy người đều sợ lên không tự chủ được đang run rẩy sau cùng bọn họ các loại tới một cái đến từ phòng hiệu trưởng xử phạt thông báo lệnh cưỡng chế khai trừ tại sao có thể như vậy ngô nhân ái thần sắc phủ đầy trắng xám toàn thân vô lực sụi lơn ngồi dưới đất đột nhiên khóc trống ta không muốn ta không nên bị khai trừ ta hao hết trăm cây nghìn đắng gian khổ học tập khổ mới thi đậu hàng châu đại học dạng này bị khai trừ ta nhân sinh thì xong la phong thật độc ác thập phương ngươi không phải chắc chắn la phong không biết trả thù chúng ta sao không ta đi cầu cầu la phong lâm ba kiệt giống như điên cuồng địa lao ra đã thương đông phương tế người là vương thập phương sau lưng người chủ sự là sư phụ hắn triệu bắc không quan hệ với ta a à? Vương Thập Phương cưỡng ép tỉnh táo lại về sau, gọi điện thoại cho chú ý chữ phổ chủ nhiệm, muốn hỏi thanh tình huống, thế nhưng là lại gặp đến chú ý chữ phổ phá âm thanh mắng to. Chú ý chữ phổ cũng sắp rời đi chiếc đại, đủ để chứng minh đặng triệu Tuyên hiệu trưởng quyết tâm. Vương Thập Phương triệt để tuyệt vọng, hắn rốt cuộc ý thức được mình rốt cuộc đâm bao lớn cái sọt, mà lại sai tính toán la phong. Tuyết Sơn phái tọa lạc ở một tòa quanh năm tuyết động trên đỉnh núi cao đứng tại tuyết sơn phái ngọn núi cao nhất nhìn xuống đi xuống tuyết trắng mênh mang hùng vĩ vô cùng nhưng lúc này tuyết sơn phái bên trong không có người lại có tâm tư xem xét cảnh đẹp triệu bắt đi đường suốt đêm trở lại tuyết sơn phái bên trong đem tin tức cáo tri triệt để chấn động tông môn thiết hồ lão tổ hiện thân tự mình triệu mở đại hội thương nghị khẩn cấp đối sách thế nhưng là cuối cùng ra kết luận lại là thúc thủ vô sách. La Phong quá mạnh, đoạn thời gian trước, vân cư tự nhất chiến, mang thiên giáo huyền y sứ giả, quan nội cảnh đỉnh phong nhân vật đáng sợ, cuối cùng, bị La Phong chém giết, có thể thấy được bây giờ La Phong, quan nội cảnh vô địch. Một tên tuyết sơn phái cao tầng thần sắc yên tĩnh tới cực điểm. Hiện nay giới võ giả, trừ tam giáo giáo chủ, không người có thể đối phó La Phong. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thiết hồ lão tổ đôi mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ, gằn từng chữ một, bây giờ ta tuyết sơn phái, đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc, nhất định phải chưa từng có đoàn kết lại, liên hợp kháng địch. Ta đem lập tức lên đường, tiến về mang thiên giáo phương hướng, hy vọng có thể tìm tới để Âu Dương giáo chủ xuất thủ, trấn áp La Phong. Đương nhiên, đây là lớn nhất dự tính hay lắm. Sau khi ta rời đi, các ngươi muốn làm mấy chuyện. Thiết hồ lão tổ hung hăng mở miệng, phát tán bộ phận đệ tử ra ngoài lan truyền tin tức liền nói la phong không la ma vương đem cấu kết tạ môn muốn diệt ta tuyết sơn phái phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất đem tin tức hoàn toàn phát tán ra thứ hai mở ra hồ sơn đại trận trừ phái đi ra đệ tử bên ngoài còn lại đệ tử cấm đoán ra vào thiết hồ lão tổ thanh âm lạnh lẽo la ma vương chưa hẳn có thể tìm được ta tuyết sơn phái cửa vào còn dám phát ngôn bừa bãi muốn diệt ta tông môn coi như may mắn đi vào Ta tuyết sơn phái hộ sơn đại trận Cũng không phải cổ y môn có thể so sánh Thứ ba Thiết hồ lão tổ cấp tốc bố trí hết thảy Ánh mắt từ vừa mới bắt đầu nghe được tin tức lúc sợ hãi Đến bây giờ, lạnh lẽo, tràn ngập sát cơ Đã chúng ta lẫn nhau không cho Như vậy, nửa tháng sau Thì nhìn xem, hưu chết vào tay ai Trừ chỗ bố trí đưa hết thảy Thiết hồ lão tổ trong tay Còn có một lá bài tẩy toàn bộ tuyết sơn phái trừ hắn bên ngoài không người biết được la ma vương nửa tháng sau cũng là ngươi tử kỳ tin tức đi nhanh phút chốc hình thành phong bạo bao phủ giới võ giả dẫn phát sóng to gió lớn la ma vương muốn liên hợp tà môn hủy diệt tuyết sơn phái còn tuyên bố muốn nửa tháng sau sang bằng tuyết sơn quả thực hung hăng càng quấy hy vọng tam giáo xuất thủ trấn áp la ma vương không ít võ giả nhau nhau mở miệng, biểu thị phẫn nộ. Hận không thể lập tức nhổ ra trong tay mình chính nghĩa chi kiếm, chém giết La Phong, sau đó, trứ danh giới võ giả. Hai ngày sau, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có người hô to, muốn tạo thành liên quân, tiêu diệt tà môn, tru sát La Phong. Ngày thứ ba, có thụ nhìn chăm chú tam giáo, rốt cục có bên trong số một lên tiếng. Mang thiên giáo, Âu Dương vô cực. La ma đầu nếu dám leo lên tuyết sơn, ta không ngại tại tuyết sơn đỉnh phong, cho hắn lập xuống một miếng mộ bia. Âu Dương vô cực bình tĩnh mở miệng. Trong nháy mắt dẫn bạo giới võ giả. Giới võ giả sôi trào. Âu Dương giáo chủ tự mình xuất thủ. La ma đầu còn dám phách lối sao? Ha ha, cái gì sau 15 ngày, sang bằng tuyết sơn, sẽ thành một cái chính cống chuyện cười. Âu Dương giáo chủ nói chuyện cũng là bá khí. Đang lúc giới võ giả cũng đang thảo luận sự kiện này thời điểm, một bộ áo trắng, hoành không xuất thế. Tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Nếu như Âu Dương vô cực ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ lời nói, ta cũng có điểm hứng thú, lại đánh với ngươi một trận. Áo trắng mặc nguyên vụ một câu, chỉnh võ giả giới, lặng ngắt như tờ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sau đó, chỉnh võ giả giới, trực tiếp chấn. Yên lặng 10 năm đại ma vương mặc nguyên vụ Vậy mà hiện thân Mà lại vẫn như cũ ngông cuồng Tuyên bố như Âu Dương vô cực nhúng tay việc này Hắn đem đánh với Âu Dương vô cực một trận Tất cả mọi người chấn động theo Đại ma vương lại xuất hiện giới võ giả Hắn cùng la ma vương Là quan hệ như thế nào Xem ra truyền ngôn là thật Là phong cấu kết tà môn Giới võ giả Lại muốn nhấc lên phong bạo sao Mười năm trước chính tà quyết đấu không, hẳn là 11 năm, đại đối quyết, có thể hay không tái diễn. Phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, không bị khống chế. Mang thiên giáo. Âu Dương vô cực tức giận. Mặt nguyên vụ, lại còn dám hiện thân. Âu Dương thanh âm lạnh lẽo, đôi mắt tản mát ra hàng quan, nếu không phải 10 năm qua. Một mực co đầu rút cổ tại cái kia thượng cổ di chỉ bên trong Ta tam giáo Đã sớm đem hắn chém giết Giáo chủ Mười năm dưỡng thương mặt nguyên vụ thương thế, nhất định đã khôi phục. Bên cạnh, một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng. Âu Dương vô cực lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đi ra bắn đi, cũng là chuyện tốt, đáng tiếc, gần nhất không phải thông đạo mở ra thời điểm, nếu không, thông báo mặt môn, để hắn mặt nguyên vụ, chết không có chỗ chôn. Năm sau thánh bản đúc lại ngày, cũng vừa lúc là thông đạo mở ra thời điểm, lần này, liền để hắn mặt nguyên vụ cùng ngạo, đợi thánh bản đúc lại, thì để hắn chết. Giáo chủ, cái kia tuyết sơn phái. Là phong vô tri, tuyết sơn phái truyền thừa mấy trăm năm, sao lại tùy tiện bị diệt tông. Âu Dương vô cực lạnh lùng nói, liền để cái kia la ma vương giày vò đi, đợi hắn trở về hàng châu ngày, cũng là mất mạng hoàn tuyền thời điểm. Âu Dương vô cực, quyết định thời gian. Ngay tại La Phong Tuyết Sơn khi trở về, phục kích chém giết. Ngoại giới. Gió dục mây vần tiêu giao phái liễu tông chủ phát ra bất đồng thanh âm theo ta được biết la phong cùng tuyết sơn phái ở giữa là tư nhân ân oán không có quan hệ gì với tà môn cùng lúc đó thần hoa cung cung chủ văn nhân ly ca cũng lên tiếng la phong làm người tuyệt sẽ không có cấu kết với tà môn nói cho đúng tà môn bên trong người hận không thể đem la phong chém giết. ngũ phái bên trong hai phái trưởng môn đều vì la phong chứng minh trong sạch dư luận không còn là nghiêng về một phía rất nhanh đạo thiên giáo cũng có tin tức truyền tới, nhất phong đạo trưởng công nhiên biểu thị, ta vốn là đã là biết phế nhân, có thể là phong huynh để dùng thần y thủ đoạn, để ta khôi phục như lúc ban đầu, ta không thể đại biểu đạo thiên giáo, có thể ta đại biểu cá nhân lập trường, chống đỡ la phong huynh đệ. Tin tức này đi ra, lại như cùng thạch đánh hồ nước. Nhất phong đạo trưởng tuy nhiên rõ ràng cho thấy đó là cá nhân hắn lập trường, thế nhưng là thân phận của hắn bậy ở cái kia, không ai có thể coi nhẹ. Kể từ đó, rất nhiều võ giả mù quán phê phán mắng to thanh âm, thoáng cái cắt giảm. Không bao lâu, có người khai cuộc tra chân tướng. Tuyết Sơn phái đệ tử thừa dịp La Ma Vương không tại, đối phó huynh đệ, dẫn đến bên trong một người bị thương. La Ma đầu phẫn nộ, muốn diệt Tuyết Sơn phái. Tuyết Sơn phái bực này hành động, thực sự tiểu nhân. Cùng La Phong có thù, tìm La Phong tính sổ sách liền thôi, bởi vì cái gọi là họa không kịp người nhà thật không thẹn la ma vương ba chữ, thương tổn hắn huynh đệ, muốn diệt người nhất tông. Nguyên lai là muốn giết gà dọa khỉ A. À. La ma vương bá đạo như vậy, tam giáo mặc kệ. Đại ma vương mặc nguyên vụ phát ra tiếng, trừ phi tam giáo muốn phát động đại chiến, nếu không, tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc này. Khoảng cách la ma vương nói tới kỳ hạn, chỉ có 12 ngày, sau 12 ngày, giới võ giả, nhất định phải chấn động. Vì huynh đệ, giận dữ bá đao tên La Phong này, ngược lại là khoái ý ân cừu. Tại tất cả mọi người nghị luận âm ý thời điểm, La Phong đã tại hai đại tuyệt sắc mỹ nữ đồng hành, bước vào trăm dặm miêu cương chi địa. Thật đẹp địa phương. Thiên Y Lam khó được một lần mặc lấy váy đầm, màu xanh lam đường nét, đai lưng, phát họa ra uyển chuyển vô cùng thân thể, dọc theo con đường này, La Phong đồng học cũng nhìn không được liếc trộm nhiều lần. Mặt khác một bên tống đại huỳnh ăn mặc vẫn như cũ nóng bỏng, dưới váy ngắn, một cặp chân dài, phong tình vạn chủng. Bị hai đại khí chất hoàn toàn khác biệt tuyệt sắc mỹ nữ kẹp ở giữa, con đường núi này gập ghềnh, tự nhiên cũng không có chút cảm giác nào. Lam Lam, đến chúng ta đọc Nam Miêu Trại, phong cảnh càng đẹp. Tống Đại Huỳnh mở miệng cười, từ khi Thiên Y Lam cứu Tống Đại Huỳnh nhất mệnh về sau, hai nữ quan hệ cấp tốc ấm lên, rất nhanh liền tỉ muội tương xứng. La Phong vốn còn tâm thần bất định, hướng Tống Đại Huỳnh đưa ra, thiên y lam cùng một chỗ đồng hành không nghĩ tới tống đại huỳnh thống khoái mà đáp ứng một đường lên hai nữ cũng không có gì giấu nhau hoàn thành tiếu ngữ ngược lại là có chút vắng vẻ la phong đồng học hoàng hôn trời chiều là tuyệt vời giống như khảm nạm ở chân trời độc nam miêu trại tại kim sắc ánh sáng mặt trời tắm rửa phía dưới giống như là một bức duy mỹ tranh sơn thủy thật tốt đẹp thế ngoại đào nguyên thiên y lam cảm thán cửu vân cửu vân trở về tiến vào miêu trại các tộc nhân nhao nhao chào hỏi sau đó chạy nhanh bẩm báo không ít người cũng kích động hướng la phong vấn an nghĩ không ra người ở chỗ này nhân khí vẫn rất cao thiên y lam hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem la phong lam lam ngươi không biết lần trước độc nam miêu trại tao ngộ đại họa vừa vặn la phong tại là hắn xuất thủ cứu vãn độc nam miêu trại tống đại huỳnh mỉm cười nói chúng ta tộc nhân nhìn thấy ân nhân, làm sao lại không kích động. Ngươi nhìn, không ít thiếu nữ đều hai mắt bốc lên xung quanh. La Phong. Bước vào đại môn. Tổ nải nải. Tống Đại Huỳnh cười nhào tới, độc lão bà một nhà, đều ở đại sảnh chờ đợi. Một phen nhiệt tình chiêu đãi về sau, độc lão bà liền đem La Phong đơn độc hô lên, hướng trên núi đi, thẳng lên thần miếu. Vẫn là cái kia một cái cửa đá. La Phong, nói thật, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, để cửu Lê Thánh Đao nhận chủ. Tiến vào si vưu một mạch cấm địa đại điện, đứng tại tế đàn trước, độc lão bà kích động mở miệng. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh, rất nhỏ cười nhạt, vận khí tốt. Đây không phải vận khí, là trời xanh chi ý. Độc lão bà kích động run rẩy, si vưu một mạch, muốn phục hưng. La Phong nhất thời đau cả đầu, muốn là độc lão bà cứng trắng muốn hắn lưu ở cái địa phương này, phục hưng si vương một mạch, chính mình nhất định sẽ đào tẩu. Độc lão bà mắt sắc, tự hồ xuyên thủng la phong tâm tư, cười nói, ngươi yên tâm, si vương một mạch, không biết giam cầm ngươi tự do, cũng không ai có thể giam cầm ngươi tự do. Tương lai, một ngày kia, ngươi nhất định sẽ tiến vào thiên ngục cảnh địa A. Độc lão bà đột nhiên trịnh trọng hỏi. La Phong khẽ giật mình, chợt gật đầu, sẽ. Độc lão bà thần sắc bức thiết kích động, si vưu một mạch, hết thảy có 81 chi mạch, dựa theo gia phả ghi chép, năm đó si vưu tổng, tại thiên ngục cảnh địa, cũng là một phương siêu cấp thế lực, đáng tiếc, cuối cùng tao ngộ diệt môn chi họa. Thế nhưng là, si vưu một mạch, 81 chi mạch, năm đó nhất định còn có đệ tử lưu tại thiên ngục cảnh địa, ta hy vọng, người có thể tìm tới bọn họ, trọng chấn si vưu tông. Độc lão bà đôi mắt trang trọng, bức thiết, khẩn cầu. La Phong khó có thể lòng sinh cự tuyệt, chính mình cũng ở nơi đây từng thu được đại cơ duyên, cũng coi như hữu duyên, ta đáp ứng ngươi. Độc lão bà đôi mắt trong nháy mắt phun trào xuất thần hái. La Phong, ngươi bây giờ có thể triệu hồi ra cửu lê thánh đao, lấy thánh đao quang mang, đốt tế đàn. Độc lão bà gằn từng chữ một, gia phả ghi chép, si vưu một mạch mạnh nhất chiến kỹ, liền giấu tại bên trong. Truyền thuyết thần thoại, hoa hạ si vưu, am hiểu chiến đấu, có thể xưng chiến thần. Trên đời này đã có si vưu một mạch tồn tại Như vậy, truyền thuyết thần thoại Cũng tự nhiên là có dấu vết mà theo La Phong trong tay cửu Lê Thánh Đao Cũng là bên trong một cái trọng yếu căn cứ Tiếp đó, độc lão bà Cáo Tri Nàng mạch này là si vưu chính thống Có thể đúng là như thế Năm đó tao ngộ đã kích nặng nhất Tổ tiên trốn trở lại địa cầu Mai danh ẩn tính Lưu lại chỗ này thần miếu Chính là vì một ngày kia Có thần tử có thể thức tỉnh thánh đao Xuất lĩnh si vưu một mạch nhặt lại huy hoàng. Bạch Trạm ánh đao màu xanh lam trong nháy mắt thả ra ngoài, tràn ngập tại không gian, là phòng bóng người nhảy lên, tay cầm cửu lê thánh đao, lăng không buông xuống, tế đàn trên không, trong khoảnh khắc, quan mang đại thịnh. La Phong vô ý thức nhắm mắt. Hắn cảm thụ được, cửu lê thánh đao, cùng phía dưới tế đàn, sinh ra một ít kỳ dị liên hệ. La Phong rất ngạc nhiên. Si vương một mạch mạnh nhất chiến kỹ, vậy mà không phải thiên giai đao pháp, thánh đao quyết. Như vậy, đến cùng lại là cái gì? La Phong lòng sinh chờ mong. Mạnh hơn thánh đao quyết đại chiến kỹ. Trong tế đàn, quan mang hừng hực, quan mang lóa mắt. Càng phát ra chướng mắt. Một cổ mạnh mẽ năng lượng bành trướng mãnh liệt, như cùng một đầu tuyệt thế thượng cổ hung thú khí tức, bị trấn áp lấy, trong nháy mắt phóng thích, kinh thiên động địa. Độc lão bà tức cũng đã sớm đứng đến rất xa, thế nhưng là, một sát na này ở giữa, vẫn là bị đánh bay ho ra máu vội vàng rời đi tế đàn phạm vi lui ra cửa đá bên ngoài lực lượng khủng bố trong tế đàn la phong hai mắt nhắm nghiền trên thân đã bị một cổ tia sáng kỳ dị bao phủ hắn dường như trông thấy một bức mông lung không nhẹ thượng cổ bức tranh trong bức họa vẫn là cái kia một trận kinh thiên động địa đao kiếm đại chiến như là thánh đao nhận chủ lúc thấy một màn cuối cùng vẫn là cầm đao cự nhân bị thua kiếm lâm thiên phía dưới. Hắc y kiếm thần, đứng lơ lửng trên không, giơ cao thần kiếm, chém tận vết tuyệt. Thế nhưng là, cự nhân không ngã. Nhìn cân treo sợi tóc, cự trong tay người đau đột nhiên bay ra, một tích tắc này, hai tay đột nhiên kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn, câu thông thiên địa, diễn hóa thần kỳ. Thê lương vô cùng thanh âm. Thượng cổ hàng thần thuật. Thủ ấn bay ra, thiên địa biến sắc, đầy trời kiếm ý trong nháy mắt bị tràn ngập bao trùm. Hắc y kiếm thần sắc mặt đại biến, bước ra lui lại. Có thể né tránh không kịp, bị cái kia một cổ tia sáng kỳ dị bao khỏa, trong nháy mắt ho ra máu, toàn thân huyết động, đánh bay lui lại. Thân thể bị trọng thương cự nhân, cũng theo đó ngã xuống. Lưỡng bại câu thương. Hô! Hình ảnh thoáng cái biến mất, La Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần sắc toát ra rung động. Thậm chí là, kinh hãi. Đó là, quyền pháp, chưởng pháp trận pháp la phong không tưởng tượng nổi đao và kiếm đối đầu đã là có một không hai có thể cái kia thần dị thủ ấn lại có tuyệt sát lực lượng thượng cổ hàng thần thuật la phong lẩm bẩm nói cái này là cấp bậc dị võ học thiên địa huyền hoàng dường như đều không thích hợp nó cái này rất giống là không tồn tại ở cái thế giới này đồ vật đột nhiên bị cự nhân vận dụng cảm giác vô pháp tưởng tượng có điều cái này, thường cổ hàng thần thuật, một khi sử dụng, nhất định cũng sẽ gặp phải to lớn phản phệ. Nhìn thấy cự nhân cuối cùng ngã xuống, La Phong suy đoán. Tế đàn quang đã biến mất. La Phong ngơ ngác đứng tại chính giữa tế đàn, một lát, thần sắc trào lên một trận cuồng hỉ. Trong đầu của nàng, nhiều một phần cổ lão văn tự. Trên đó viết, thượng cổ hàng thần thuật. Si vương nhất tộc mạnh nhất chiến kỷ, cũng là cái này thần kỳ thượng cổ hàng thần thuật. La Phong hận không thể lập tức nghiên cứu, cấp thiết muốn muốn học tập cái này thần kỳ thượng của hàng thần thuật. Lúc này, độc lão bà đã phát giác đến trong này tình huống, đi tới. Thế nào? Độc lão bà ánh mắt có chút bức thiết. La Phong gật đầu, vừa muốn mở miệng, độc lão bà đã vội vàng khoát tay ngăn cản, kích động cao hứng, mặc kệ ngươi được cái gì, đây là một mình ngươi phúc duyên, cũng chỉ có thể một mình ngươi biết. Ngừng lại, độc lão bà đôi mắt kích động, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Si Vương một mạch thần tử thân phận, mà chính là Si Vương một mạch vương. Một lát, độc lão bà còn thần sắc vô cùng nghiêm túc cáo tri La Phong. Bây giờ hắn đã là Si Vương một mạch vương như vậy, cái này trăm dặm thập phương miêu cương, tất cả mọi thứ đều là hắn. La Phong ho nhẹ một chút, có chút xấu hổ. Độc lão bà lời này có chút ám chỉ La Phong ý tứ. Tất cả mọi thứ đều là La Phong bao quát cửu vân thánh nữ. Gặp La Phong không có cái gì biểu thị, độc lão bà cũng không bắt buộc, trước một bước trời đi thần miếu, đồng thời đóng chặt cửa đá. Chính giữa tế đàn, La Phong ngồi xếp bằng, nghiên cứu thượng cổ hàng thần thuật. Đêm khuya, tuyết sơn phái. Ba không dậy nổi nổi lên lại cùng đại ma vương mặt nguyên vũ quyết chiến. Âu dương giáo chủ đương nhiên sẽ không xuất thủ, chúng ta lấy cái thứ hai phương án. Thiết hồ lão tổ đã trở lại tuyết sơn phái, quan bế sơn môn bắt đầu trận pháp để la phong tìm đến thiết hồ lão tổ cười lạnh hắn đi bái phỏng mang thiên giáo cuối cùng âu dương vô cực mặc dù không có đáp ứng xuất thủ nhưng lại ám chỉ la phong một tin tức đợi la phong tuyết sơn sau khi trở về cũng là âu dương giáo chủ vì nhi báo thù chém chết la phong thời điểm thiết hồ lão tổ đôi mắt lóe qua sắc bén lãnh quan hắn rất chờ mong ngày đó la phong thật là ngây thơ tuổi còn trẻ quá mức ngông cuồng. Bên cạnh một người nói, hắn đem liền tuyết sơn phái cửa cũng tìm không thấy, còn muốn nói, che diệt tông môn. Không biết trời cao đất rộng. Hắn căn bản không biết trận pháp là cái gì. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn rơi vào trận pháp, có thể tại trong trận pháp, thừa cơ diệt hắn. Tuyết sơn phái, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhoán một cái ba ngày đi qua. Độc nam miêu trại. Thiên y làm con người bôi qua lo lắng tên kia lên thần miếu đều ba ngày, làm sao còn chưa có đi ra. Ngươi yên tâm đi, ta tổ nãy nãy nói, hắn đang bế quan, sẽ không xảy ra chuyện. Tống Đại Huỳnh tuy là nói như vậy, có thể ánh mắt không che giấu được sầu lo, riêng là ba ngày qua này, thần miếu chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ lớn âm, làm cho người kinh hãi run sợ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngày này buổi sáng, Thiên Y Lam đứng tại trên sườn núi, nhìn ra xa xa thần miếu. Còn có hai ngày Thì là La Phong nói Muốn sang bằng tuyết sơn thời điểm Nhưng hắn làm sao còn đang bế quan Thiên y lâm nhíu mày Đột nhiên thần miếu phương hướng Lại là một tiếng kinh thiên động địa chấn động Thiên y lâm dưới chân núi đá đều vỡ ra Đến cùng xảy ra chuyện gì Thiên y lâm rốt cục kìm nén không được Một cái vọt bước Rời đi dốc núi Hướng về thần miếu thềm đá Thi triển khinh công thân pháp đi lên Càng ngày càng tới gần thần miếu bỗng nhiên, một tiếng chấn động. Thiên Y Lam tại thần miếu trước ngừng cước bộ, lúc này, hét dài một tiếng về sau, một bóng người, như thiểm điện lướt đến, nương theo lấy tiếng cười to âm. Ha ha ha! Ta minh bạch, rốt cuộc minh bạch. La Phong cùng hỉ, bóng người rơi vào Thiên Y Lam trước mặt, vô cùng kích động, cười to liên tục. Ta rốt cuộc thành công. Đang khi nói chuyện, La Phong hưng phấn mà nắm lên Thiên Y Lam hai vai, đầu một tiếng tới ba hôn một chút ha ha lão thiên ta thật là vui lại tới một cái thiên y lam mặt tối sầm thiên y lam thật mộng là phong bế quan nhiều ngày nàng xác thực vô cùng lo lắng bởi vậy đỉnh núi trên tòa thần miếu một tiếng vang thật lớn về sau nàng cơ hội không hề nghĩ ngợi bay chạy tới thật tình không biết bị đánh lén cái này hãm hại bản cô nương không có một chút chuẩn bị tâm lý được không thiên y lam tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhanh chóng hiện lên xinh đẹp màu đỏ có chút không biết làm gì ngơ ngác nhìn la phong la phong cũng thoáng cái kịp phản ứng có chút xấu hổ trương hạ miệng lại không biết phải nói gì vừa mới xông ra thần miếu thời điểm hắn đúng là vui điên trong thần miếu nước ăn sung túc la phong bế quan thăm dò chưa bao giờ tiếp xúc qua loại kia tầng thứ võ học thượng cổ hàng thần thuật. Càng đi chỗ sâu thăm dò, La Phong thì càng là ngạc nhiên, khó có thể tin, bởi vì hắn phát hiện, cái này thượng cổ hàng thần thuật, vậy mà ẩn chứa trận pháp ý cảnh. Không biết ngày đêm tu hành cảm ngộ. La Phong đối với trận pháp cảm ngộ, càng là đột nhiên tăng mạnh, tại năm ngày trước, hắn đã thành công địa thuận tay đem thất bộ mê tung trận thất mặt trận kỳ toàn bộ khắc dấu đi ra. Ba ngày trước, La Phong lần thứ nhất thành công kết xuất thượng cổ hàng thần thuật thủ ấn, tạo thành uy lực cực lớn, thế nhưng là, làm La Phong đến đón lấy muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thời điểm, lại phát hiện, lại mặt gần một lần lại một lần thất bại. Lần thứ nhất thành công, dường như may mắn. Thượng cổ hàng thần thuật, quá mức bác đại tinh thâm. La Phong chỉ là đụng chạm đến cánh cửa, không có cách nào tránh thức nắm giữ. Hôm nay, ngay tại vừa mới, La Phong lần thứ hai kết xuất thượng cổ hàng thần thuật thủ ấn, thi triển ra kinh thiên uy lực, tự nhiên cao hứng thế nhưng là tỉnh táo lại về sau la phong cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một tiếng tuy nhiên lại một lần thành công kết xuất thủ ấn nhưng là hắn căn bản không có cách nào cam đoan lần tiếp theo thi triển thường cổ hàng thần thuật lúc có thể thành công hay không thường cổ hàng thần thuật bên trong ẩn chứa trận pháp ý cảnh ta có thể trong thời gian thật ngắn lĩnh hội liên quan đến gia long là bởi vì ta có trận lục la phong ám ngữ thế nhưng là ta không có cách nào đem lên cổ hàng thần thuộc hoàn toàn đem nắm, cũng là bởi vì trận pháp tạo nghệ quá yếu, đến bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng in khắc bộ phận cấp một trận pháp. La Phong hít sâu một hơi. Đường dài dằn giặc tu viễn này. Thiên Y Lam con ngươi không khỏi trừng một cái. Cái kia. Có ý tứ gì? Vừa vặn bị đánh lén hôn một chút, chính mình còn không có tính sổ sách, gia hỏa này, vậy mà lại như thế ngay ngất địa hít sâu. Hắn, tại. Thiên Y Lam tức giận giẫm mạnh La Phong chân, không cho phép nghĩ lung tung. La Phong hoàng hồn, mộng ở, ta suy nghĩ gì? Thiên Y Lam khuôn mặt phát hồng, giận dữ, xấu xa. Nói, trực tiếp quay người thì chạy xuống núi. La Phong. Ngốc hồi lâu, La Phong mới có điểm kịp phản ứng, ai để đuổi tiếp, lão thiên, không phải ngươi muốn như thế. Lưu manh. Thiên Y Lam rất nhanh liền không thấy. Không có cách nào giải thích. La Phong trở lại tống gia nơi ở lúc Độc lão bà một nhà Đều đang đợi Riêng là độc lão bà ánh mắt Tràn ngập sốt ruột Chính mình lúc trước quả nhiên không có làm sai quyết định Chọn trúng La Phong vì thần tử Cuối cùng Hắn khiến thánh đao nhận chủ Bây giờ càng là nắm giữ si vưu một mạch mạnh nhất không kỹ Si vưu một mạch Chấn hưng có hy vọng Tiếp đó Bữa tối thời điểm Độc lão bà càng là vô tình hay cố ý ám chỉ La Phong liên quan tới thánh nữ cửu vân sự tình la phong một trái một phải ngồi thiên y lam cùng tống đại huỳnh cúi đầu mãnh liệt ăn cơm pha trò địa qua loa đi qua sau khi ăn cơm tối xong la phong liền hướng độc lão bà cáo từ khoảng cách la phong buông lời muốn sang bằng tuyết sơn thời gian còn sót lại hai ngày độc lão bà vốn định điều động một chút đệ tử tùy tùng la phong nhưng là bị la phong từng cái cự tuyệt nhưng mà la phong cự tuyệt không là tống đại huỳnh đi nước anh tốt như vậy chơi sự tình các ngươi vứt xuống ta lần này ta nhất định phải đi tham gia náo nhiệt tống đại huỳnh thái độ vô cùng kiên quyết đại tỷ ta muốn đi đến đập quán không phải đi chơi ngươi tiếp cận cái gì náo nhiệt đâu nói thì nói như thế có thể tống đại huỳnh cuối cùng vẫn đuổi theo cùng la phong cùng thiên y lam cùng một chỗ đi ra miêu cương chi địa sáng ngày thứ hai phía tây phương hướng một chỗ nhà ga la phong mang theo hai nữ đi ra nhà ga ba người đều đơn giản cải trang không dễ dàng bị nhận ra dù sao la phong muốn sang bằng tuyết sơn phái tin tức truyền ra giới võ giả người người đều biết la phong cũng không muốn tại bước vào tuyết sơn phái trước đó phức tạp bọn họ ở bên kia thiên y lâm chỉ một bên nơi xa phán quan thiết diện huyết ma báo ảnh cùng yến quy lai bọn họ cùng la phong hẹn xong ở chỗ này tập hợp. La Phong, ngươi thật cân nhắc tốt. Yến Quy Lai nhìn thấy La Phong về sau, nói câu nói đầu tiên, giới võ giả, tam giáo ngũ phái cửu môn bố cục, đã mấy trăm năm, một khi bị phá hư, sắp thành giới võ giả công địch. Mấy người ánh mắt đều nhìn về La Phong. Đối với phán quan bọn người mà nói, tự nhiên là hết thảy chỉ nghe lão đại. Địa ngục chiến đội, chưa bao giờ sợ qua. Giới võ giả công địch không phải liền là muốn đem ta la phong xếp vào tà ma hàng ngũ sao la phong cười lạnh la ma vương chật chật các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái tên này rất bá đạo sao lão đại nếu vì ma chúng ta liền cùng một chỗ điên cuồng thiết diện thần sắc điên cuồng vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ chẳng phải là ma nữ tống đại huỳnh kiều mị cười một tiếng thần sắc cũng nhìn không ra do dự thiên y lam càng thêm không cần phải nói nội tâm của nàng kiên định như bàn thạch. Trên thực tế, ta cùng mang thiên giáo quan hệ, đã như nước với lửa. Là phong thần sắc bình tĩnh, cứ việc lão hổ con bọn họ tại đạo thiên giáo tu hành, cứ việc quân lão sư, các nàng tại linh thiên giáo, thế nhưng là, chánh thức làm chủ nhân, không phải bọn họ. Đối đãi chúng ta cùng mang thiên giáo chánh thức quyết nhất tự chiến thời điểm, hai giáo, nhất định sẽ đứng tại mang thiên giáo bên kia. Về điểm này, là phong cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tam giáo cứ việc mặt ngoài có cạnh tranh, thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối liền cạnh đồng khí, bởi vì bọn họ có địch nhân chung. Bọn họ đều là cùng mặt môn Đạt Thành hiệp nghị. Lấy Tam giáo tại giới võ giả địa vị, chúng ta đắc tội Tam giáo đã là giới võ giả công địch, còn có thể nhẫn hắn một cái chỉ là Tuyết Sơn phái khiêu khích sao? La Phong đôi mắt bắn ra hừng hực vô cùng quang mang. Mọi người một đường tiến lên. Trên đường, La Phong cáo tri mấy người mặt nguyên mặt chỗ lấy được xưng là đại ma vương đồng dạng là tam giáo cố ý tại khuyết đại giới võ giả chánh thức tại làm săn làm bậy tà ma là thất nguyên tà môn tam giáo lại là vì nịnh nọt mặt môn đứng tại đạo đức điểm cao phía trên đã kích mặt nguyên vụ ngụy quân tử tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ bao quát yến quy lai ở bên trong hắn cũng không biết một đoạn này bí sử cái này thủy chung là mặt nguyên vụ đối như lời ngươi nói Yến Quy Lai hoài nghi nói, nói không chừng, cái này cũng là hắn lời nói của một bên. La Phong cười ha ha một tiếng, chợt gần từng chữ nói cho Yến Quy Lai, mặt tiền bối, đã đánh vỡ đạo thứ ba công xiền, chất cốc cảnh tam trọng. Yến Quy Lai bỗng nhiên trừng to mắt. Rất lâu, hít sâu một hơi. Nếu như mặt nguyên vụ quả nhiên là đại gian đại ác hạng người, lấy hắn thực lực, đã đủ để quét ngang giới võ giả. Yến Quy Lai tin La Phong lời nói đồng thời phẫn nộ, giới võ giả, rất nhiều võ giả, một mực bị tam giáo sử dụng. Riêng là 10 năm trước nhất chiến, chết bao nhiêu người. Cho nên ta nói, tam giáo là ngụy quân tử. La Phong lạnh lùng mở miệng. Xe một đường đi về phía Tây. Chúng ta cũng đã bước vào tuyết sơn phái trong phạm vi thế lực. Yến Quy Lai đối với võ giả giới lớn nhất giải, ngoài 50 dặm, có một chỗ tuyết sơn 12 phong, nghe đồn, cũng là tuyết sơn phái chỗ nhưng là 12 phong địa vực trọng rộng rãi phạm vi quá lớn tuyết sơn phái có hồ sơn đại trận thủ hộ chúng ta chưa hẳn có thể tìm tới tuyết sơn phái sơn môn cửa vào yến quy lai nhíu mày hồ sơn đại trận la phong nhếch miệng lên một vệt lạnh buốt đường công la phong bây giờ trận pháp tạo nghệ trái ngược nhau trận lục tiêu chuẩn mà nói mới là ở vào thấp nhất tầng thứ chỉ có thể nghiên cứu cấp một trận pháp thế nhưng là liền mang thiên giáo uy chấn thiên hạ tru thần tiễn trận, đều chỉ là cấp một trận pháp, là phong tự hỏi, tuyết sơn phái hồ sơn đại trận, cấp bậc không có khả năng cao hơn tru thần tiễn trận. Hắn có lòng tin, một lần hành động phá đi. Giới võ giả truyền ngôn, lão đại liền xem như đến tuyết sơn 12 phong, cũng chỉ là đánh cái chuyển, liền phải xám xịt địa trở về. Thiết diện hư một tiếng, hiển nhiên muốn đem loại suy nghĩ này người bắt tới, đánh đập một lần. Yến Quy Lai cảm thán giới võ giả, các đại môn phái, sơn môn ẩn nấp, riêng là Tam giáo ngũ phái cũng có hồ sơn đại trận che chở, muốn tìm ra xác thực không dễ. Một cái võ rùa a. À. La Phong khóe miệng dương lên, tiện tay có thể đánh vỡ. Mấy người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đối với trận pháp cũng có đọc lướt qua. Thiên Y Lâm có chút im lặng. Mới quen La Phong thời điểm, dưới cái nhìn của nàng la phong cũng là cái con mọt sách có thể từ từ la phong bày ra từng mục một không gì so sánh nổi thiên phú thậm chí hắn trả có một cái thân phận lại là mình sùng bái đã lâu thần tượng diêm la vương la phong cho thiên y lam một loại cảm giác dường như trên đời này không có khó được hắn sự tình bây giờ nói cùng trận pháp giới võ giả cơ hộ đã mất người có thể đọc lướt qua có cũng là kiến thức nửa vời sợ không được trận pháp cánh cửa có thể la phong vậy mà tự tin có thể bước vào tuyết sơn phái. Xe một đường tiến lên. Tuyết sơn 12 phong. Xuyên thẳng vân tiêu, cao vút trong mây, bạch tuyết mênh mông, nguy nga vạn trượng. Thiết hồ lão tổ âm hiểu thuật bói toán, khi lấy được cửu huyền thiên nữ thời điểm, thiết hồ lão tổ từng tính tới, giới võ giả, sẽ có sóng gió lớn. Đồng thời, hội bao phủ chỉnh võ giả giới. Thiết hồ lão tổ quả quyết quyết định, đem cửu huyền thiên nữ hiến cho tam giáo, đạt được tam giáo che chở, né qua kiếp nạn này, không nghĩ tới cuối cùng bị La Phong một người phá hư. La Phong là toàn bộ Tuyết Sơn phái địch nhân, còn có một ngày người có dám đến? Thiết Hồ Lão tổ mắt lộ ra tinh lệ hàn quan, tỏa Long Đại trận uy lực, thế nhân còn chưa bao giờ biết được. Tỏa Long Đại trận chính là Tuyết Sơn phái hồ sơn đại trận. Thiết Hồ Lão tổ tâm ý mâu thuẫn, vừa đến hắn hy vọng có thể sử dụng tỏa Long Đại trận dạo sát La Phong. Thế nhưng là, hắn vừa hy vọng La Phong tìm không thấy tỏa long đại trận cửa vào, xếp quay trở lại, bị Âu Dương vô cực chém giết. Mặc kệ là cái gì một con đường, La Phong, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết hồ lão tổ đang tiến hành xem bói, kết luận La Phong tử lộ, bỗng nhiên, thiết hồ lão tổ đột nhiên đứng lên, ánh mắt sát cơ hừng hực bạo đựng, hắn đến. Khoảng cách tuyết sơn 12 phong không đủ 20 dặm. Các ngươi nhìn. Phán quan đột nhiên chỉ phía trước, bây giờ đã là đường núi, mọi người một đường đi bộ, nơi xa, có hai đạo nhân ảnh, làm sao rất như là lão hổ con cái kia hai tên gia hỏa. Thân hình có điểm giống, thế nhưng là, hẳn là sẽ không A. À. Thiết diện nghi hoặc, bọn họ đi theo nhất phong đạo trưởng tiến vào đạo thiên giáo tu hành, theo lý thuyết, chỉ ít 5 năm, mới có thể rời núi. Lúc này, nơi xa hai bóng người đã hướng lấy bọn hắn đi tới. Gương mặt dần dần rõ ràng. Thật sự là bọn họ. La Phong cũng là ngạc nhiên. Lão đại, Tam ca, chính là Hoa Thiên Hổ cùng Tư đồ Minh Phong, xa xa thì kích động hô to, phấn chấn vô cùng. Các ngươi làm sao cũng tới?" La Phong hỏi. "Chúng ta nghe đến lão đại muốn sang bằng tuyết sơn tin tức về sau thì lập tức muốn muốn đi ra, cùng lão đại kề vai chiến đấu." Hoa Thiên Hổ hưng phấn vô cùng, nóng lòng muốn thử, đáng tiếc không có đạt được phê chuẩn. Nhưng là, thì tại hôm qua, chúng ta vậy mà đạt được giáo chủ mệnh lệnh, rời đi đạo thiên giáo, xuất phát trước tới nơi này. Tư đồ minh phong trầm giọng mở miệng. La phong lông mi khẽ hất, đạo thiên giáo giáo chủ. Hắn nói cái gì? Giáo chủ để cho chúng ta cho lão đại mang một câu. Hoa thiên hổ nói, không được làm sát kẻ vô tội. Không được làm sát kẻ vô tội. Người nào đáng chết? Ai mới là vô tội? La phong mấy người nhìn nhau minh bạch đạo thiên giáo giáo chủ ý tứ không quan tâm là muốn cảnh cáo la phong không thể tùy ý làm bậy để hoa thiên hổ cùng tư đồ minh phong hai người tới làm người sứ giả này càng có đánh la phong chi ý như đổi lại người khác đến đây la phong có thể đại không để ý tới nhưng hôm nay nếu như la phong tại tuyết sơn phái đại khai sát giới hoa thiên hổ cùng tư đồ minh phong chắc chắn bị liên lụy đạo thiên giáo giáo chủ đánh một tay tính toán a thiết diện cười lạnh giáo chủ ý tứ, chúng ta đều hiểu. Hoa thiên hổ vẫn là đỉnh đạt cười một tiếng, thế nhưng là, chúng ta nghe lão đại. Ha ha, lão hổ con, ngươi có còn muốn hay không tại đạo thiên giáo lăn lộn? Báo ảnh trêu chọc. Hoa thiên hổ hừ nhẹ nói, luôn luôn muốn nhìn cái kia sở thiên gia sắc mặt, lão tử muốn không phải còn không đánh lại hắn, đã sớm liều mạng với hắn. Danh xưng đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu, sở thiên gia. Yến Quy Lai hỏi. Cái gì để nhất thiên kiêu, sớm muộn ta muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Nghe, tư đồ minh phong oán niệm cũng là sâu đậm. Chúng ta địa ngục chiến đội, còn kém La Sát tỷ không có ở. Huyết ma đột nhiên vô ý thức than nhẹ một tiếng, vội vàng lại im miệng, tự hồ phát giác được chính mình lỡ lời. Mấy người ánh mắt vô ý thức nhìn về phía La Phong, bao quát Thiên Y Lâm cùng Tống Đại Huynh. Các nàng đều biết, trên đời này có cô gái một mực chiếm cứ tại La Phong nội tâm chỗ sâu nhất. Có lẽ, ta đã đoán được, nàng ở nơi nào. La Phong nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt vô cùng kiên định, điện ngục chiến đội, nhất định đoàn tụ. Một đường hướng phía trước, không bao lâu, đã đi tới một chỗ tuyết phong dưới chân. Đến không ít người. Phán quan ánh mắt vòng tỏa ra bốn phía. Tuyết phong phụ cận, hội tụ không ít võ giả, xa xa nhìn ra xa. La Ma Vương, thật xuất hiện sang bằng tuyết sơn. Xem ra, hắn muốn tới thực hành lời hứa. Là thực hành lời hứa, vẫn là náo vừa đến chuyện cười. Ta đoán hắn trong vòng một ngày, liền tuyết sơn phái cửa vào bóng dáng, cũng không tìm tới, sau đó xám xịt trời đi. Có người chế nhạo, cười ha ha. Tuyết sơn 12 phong, phạm vi quá rộng. Tư đồ Minh Phong nhíu mày nói ra, chúng ta hỏi qua giáo chủ, nhưng giáo chủ đồng thời không lộ ra bất luận cái gì tiếng gió. Là phong, ngươi có biện pháp? Yến Quy Lai hỏi thăm. Là phong nhắm mắt, yên tĩnh cảm thụ. Tuyết Sơn 12 phong, thế nhân không biết cái nào một chỗ sơn phong mới là Tuyết Sơn phái tông môn chỗ. Thế nhưng là, La Phong vừa vặn tới gần Tuyết Phong, liền phát giác được trận pháp tồn tại. Một cổ cực nhỏ ba động. Đây là La Phong đôi mắt nhắm, trong đầu trận lục xuất hiện, gần như đồng thời, La Phong bóng người nhảy lên vòng quanh tuyết phong bốn phía, nhảy lên chính là mấy chục mét. Mọi người theo sát. Một lát, La Phong đột ngột ở giữa mở to mắt, tỏa lông chi thế. La Phong nhanh chóng di động. Mấy phút sau, bóng người dừng lại, bỗng nhiên cười to. Ha ha! Nếu là chân chính tỏa long trận, là cấp 5 trận pháp, không phải ta có thể đụng vào, đáng tiếc, cái này, chỉ là tỏa long trận ảnh thu nhỏ, giảng hóa vô số lần, cấp 1, tiểu tỏa long trận. La Phong đột nhiên vừa tung người, thanh âm sáng sủa, tuyết sơn 12 phong, khắp nơi là mắt trận, phá trận vẹn vẹn cần. Long ngẩng đầu. Đột nhiên xuất quyền. Oanh. Đánh tới hướng bên trong một chỗ cự thạch. Phát ra bạo hưởng. Đình tài nhức ốc. Trong tay mọi người dường như quanh quẩn long ngâm điên cuồng gào thét, trước mắt xuất hiện một bức huyển ảnh. Thương long ngẩng đầu. Cự thạch nhường đường. Một chỗ thông đạo, Chầm chậm địa hiện lên giờ khắc này tất cả đều chấn kinh thương long ngẩng đầu thông đạo hiện lên xuất hiện một đầu cự đá phen spa dài không thể nhìn thấy phần cuối đây là tuyết sơn phái cửa vào khẳng định a à, trừ tuyết sơn phái cửa vào tại cái này tuyết sơn 12 phong khu vực còn có thứ hai chỗ địa phương có thể phát sinh loại này kỳ dị sự tình thế nhưng là đây cũng quá mẹ hắn khiến người ta khó có thể tin a à tuyết sơn phái đại môn, giống như là vị La Ma Vương rộng mở giống như. La Ma Vương, vừa mới đến tuyết sơn 12 phong bao lâu? Cũng liền một nén nhang hai bên thời gian đi, vậy mà cũng đã đem có hộ sơn đại trận che chở tuyết sơn phái cửa vào tìm ra. Tất cả mọi người nghẹn hồng nhìn trân trối. Danh xưng tối thần bí tam giáo ngũ phái tông môn cửa vào, tại La Ma Vương trước mặt, liền giống với là một cái kiều nộn Mỹ kiều nương, mặc cho khai thác. Thì liền cùng La Phong đồng hành mấy người, đều có chút trận mắt hốc mồm. Ha ha, lão đại, ngươi thực sự quá bưu hãn. Thiết diện sau đó cười to. Báo ảnh la hét, trên trời dưới đất, còn có ai có thể ngăn cản lão đại tốc độ. Bá bá bá. Mấy người ánh mắt đều bánh hướng báo ảnh. Cái này ngư bức thổi đại a. À. Báo ảnh mặt không đổi sắc, chém đinh chặt sắc, ta tin tưởng vững chắc. Các ngươi tại nguyên chỗ chờ. La Phong cất bước hướng về phía trước một mình ngươi thiên y lam thốt ra có chút lo lắng la phong muốn xông trận chúng ta đối với trận pháp không hiểu đi theo hắn đi vào cũng là vướng víu yến quy lai thật sâu nhìn một chút la phong trận pháp cùng luyện đan giới võ giả bên trong hiểu hai thứ này người như phượng mau lân giác có thể là la phong vậy mà cả hai gồm nhiều mặt mọi thứ tinh thông la phong tốc độ kiên định một mình đi đến thềm đá tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói bóng người dần dần biến mất biến mất la ma vương muốn xông tuyết sơn phái hộ sơn đại trận nghĩ không ra la ma vương liền trận pháp cũng có đọc lướt qua ta thật rất ngạc nhiên sư phụ hắn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại vậy mà điều giáo ra như thế tuyệt đại thiên kiêu đây là thường cổ di lưu xuống tới trận pháp la ma vương chưa hẳn có thể phá tuyết sơn phái bên trong thiết hồ lão tổ thân thể đột nhiên đứng lên đôi mắt bộc lộ hung quang, có người xâm nhập tỏa long đại trận bên trong. La Phong, đã vậy còn quá mau tìm đến cửa vào. Tuyết Sơn phái bên trong, không ít đệ tử thoáng cái hoảng. La Ma Vương tên, sát khí trùng thiên. Tỏa long đại trận, có thể khóa lại La Ma Vương. Huyết kiếm đường đệ tử nhanh chóng vào trận, phục sát La Ma Vương. Rút dây động rừng. Thiết hồ lão tổ tòa trấn đại điện, mặt không biểu tình. Tỏa long đại trận, thường cổ có thể xoắn lông, làm sao có thể giết không chỉ là La Phong. Nếu như La Phong nghe thấy thiết hồ lão tổ lời này, nhất định hừ lạnh cười như điên, nói thẳng đối phương, lừa mình dối người, rõ ràng là phiên bản đơn giản hóa, tiểu tỏa long trận, lại cùng thượng cổ có thể dùng tại giảo sát cự long chánh thức tỏa long đại trận, đánh đồng, quả thực buồn cười. Giờ này khắc này, tiểu tỏa long trận bên trong, La Phong đã đứng trước một chỗ cửa ải khó. Trước mắt một mảnh hư vô dường như bốn phía tất cả đều là đường lại dường như phía trước không có một con đường hết thảy tất cả đều ảo giác đây là tiểu tỏa long trận bên trong huyển cảnh la phong nhắm mắt dụng tâm địa cảm ngộ bây giờ la phong chỉ thành công in khắc ra thất bộ mê tung trận trận kỳ mà tiểu tỏa long trận tại cấp một trong trận pháp bài vị cũng so với vì gần phía trước có một cái có sẵn trận pháp cho la phong cảm ngộ về sau la phong muốn bố trí tiểu tỏa long trận pháp tự nhiên nhẹ nhõm trận lục tại tiểu tỏa long trận tại la phong trước mắt không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói nếu như thiết hồ lão tổ biết la phong tiến vào tiểu tỏa long trận là hy vọng thông qua tiểu tỏa long trận đến đoán luyện hắn trận pháp tạo nghệ để tài chính hắn bố trí tiểu tỏa long trận chỉ sợ hồi tức giận đến thổ huyết hưu bên trong ảo cảnh sát cơ đột ngột hiện trường kiếm thẳng đi gạt về la phong cổ họng điện quan chấp lóe la phong cánh tay nhẹ giơ lên đầu ngón tay gãy nhẹ hùng hậu lực lượng trong khoảnh khắc đem trường kiếm đánh gãy đồng thời nương theo lấy một tiếng hét thảm bóng người bại bay ra ngoài ầm vang ngã xuống đất con tông nhỏ cũng dám đến đánh lén la phong khinh thường tiếp tục cất bước hướng về phía trước hưu 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 toàn bộ quá trình sát cơ không ngừng huyễn cảnh cũng càng không ngừng biến ảo thỉnh thoảng cao sơn lúc mà nước chảy thỉnh thoảng địa ngục hoàn tuyền, thỉnh thoảng hư miễu thiên đình. Có thể là Phong nội tâm như bàn thạch. Huyễn cảnh, đối với hắn không cách nào sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Một đường quét ngang, một đường nghiền ép. Làm sao? Khả năng. Trong đại điện, thiết hồ lão tổ thân thể bá địa đứng lên, không tự chủ được trung lên, thần sắc bộc lộ vẻ không thể tin được, hắn chủ trì tỏa long đại trận, tự nhiên biết trong trận pháp phát sinh hết thảy. Toàn bộ huyễn cảnh, vậy mà, đối la phong không có cách nào tạo thành bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng không có khả năng a à. thiết hồ lão tổ đứng ngồi không yên thanh âm trống to phất tay lệnh dết bất kể đại giới đánh dết la phong trong đại trận sát khiến ngút trời tuyết sơn phái đệ tử điên cuồng tru sát thế nhưng là bọn họ đối la phong mảy may không có cách nào tạo thành bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp cái này đến cái khác bị hoành kích ra ngoài cái này đến cái khác bổ khuyết tới. Nhưng dù cho như thế, La Phong vẫn là đi đến tiểu tỏa long đại trận mắt trận chỗ. Là có lòng, hay là vô ý? Thiết hồ lão tổ đều run rẩy, hắn vạn không nghĩ tới, chính mình coi là ỷ vào tỏa long đại trận, vậy mà như thế gà mờ, không chịu nổi một kích, mà La Phong, đã ở vào phá trận ở mét, chỉ cần hắn phá hủy mắt trận, nhất tay có thể phá trận. Không. Thiết hồ lão tổ cảm giác được toàn bộ tỏa long đại trận tại rung động. La Phong, bắt đầu phá trận. Tuyết Sơn 12 Phong, giờ này khắc này, ngoại giới tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng dị dạng. Tuyết Phong, đang rung động. Nhìn a, à, trên ngọn núi tuyết động tại trượt xuống. Giống như là động đất. Cả đám đều kinh hô lên, tuy nhiên đều bảo trì lấy cảnh giác, có thể lúc này, không người nào nguyện ý rời đi. Thiết hồ ma quyền sát trưởng, thần sắc phấn chấn, lão đại muốn phá trận sao? Yến Quy Lai có chút chần chờ, hắn mới mới vừa đi vào, không đến nửa giờ. Hắn không biết, trên thực tế, nếu không phải vì cảm ngộ tiểu tỏa long trận, là phòng bước vào tiểu tỏa long trận về sau, liền có thể trực đảo hoàng long, trực tiếp phá trận. Đào quan trùng thiên, dường như trong nháy mắt xông phá tuyết sơn 12 phong ràng buộc. Âm âm chấn kêu, chấn động bốn phương tám hướng. Không ít người lòng bàn chân lão đảo, suýt nữa ngã xuống. Màn nhĩ truyền đến ông kịch liệt đau nhức, dường như có đồ vật gì tại trước mặt nổ tung. Trùng thiên đao quang, càng là tại chói lọi lóa mắt. Thần thánh quang huy, tràn ngập tại tuyết sơn 12 trên đỉnh hư không, đem quanh quẩn tại tuyết sơn 12 phong hết thảy hư ảo trực tiếp vỡ nát. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ vang. Tuyết sơn 12 phong chân chính diện mục, xuất hiện ở trước mặt người đời. Từng cái từng cái uống lượng khúc chiếc thềm đá đường nhỏ trên tuyết sơn mới có kiến trúc ẩn hiện cái kia cũng là tuyết sơn phái tông môn chỗ ngẩng đầu có thể thấy được cái này mang ý nghĩa tuyết sơn phái hộ sơn đại trần bị phá không ít người hít vào lấy hơi lạnh trong bọn họ có không ít cũng là đến từ ngũ phái cửu môn giờ khắc này bọn họ chánh thức tâm sinh ra hàng khí vốn cho rằng có tông môn che chở có thể an gối không lo thế nhưng là Tuyết Sơn phái hộ Sơn Đại Trận Lại bị La Ma Vương trong lúc giơ tay nhất chân oanh phá Đáng sợ như thế nhân vật Tam giáo phía dưới Còn có ai dám trêu chọc Tuyết Sơn phái Thật đụng vào tấm sắt Có người đánh cái rùng mình mở ra miệng Vì Tuyết Sơn phái mặt niệm Đi Yến Quy Lai bọn người không chần chờ Nhanh chóng đạp vào uống lượng thềm đá Hướng phía trước phóng đi Một đường lên Phát hiện không ít tuyết sơn phái đệ tử, thống khổ ngã trên mặt đất, phát ra kêu trên tiếng trên rỉ âm, bi thảm không thôi. Lão đại ở phía trước. Huyết ma hô to. Giữa sườn núi, là tuyết sơn phái tông môn đền thờ dựng nên chi địa, một bộ thẳng tắp thân thể đứng tại đền thờ trước, đứng chắp tay. Dương mắt, đền thờ phía trên, ba chữ, như lòng phi phượng vũ. Tuyết sơn phái. Mấy trăm năm lắng động. Trang nghiêm, thần thánh mà không thể xâm phạm mà đền thờ bên trong, một đầu thềm đá trên đường lớn, đứng đầy tuyết sơn phái đệ tử, thế nhưng là, không người dám vượt qua nửa bước, không dám nhìn thẳng La Phong. Giống như nhất tôn sát tinh, bể nghệ quân hùng. Yến Quy Lai một đoàn người đã đến La Phong sau lưng. Lão đại, muốn làm sao giết? Thiết diện sát khí đằng đằng, lớn tiếng reo lên, không kịp chờ đợi. Hôm nay lão đại mục đích là sang bằng tuyết sơn, cũng không phải đến thăm quan lữ hành. Đối diện, Tuyết sơn phái đệ tử, từng cái từng cái ngừng thở, tràn ngập địch ý, đồng thời mang theo hoảng sợ. La Phong dương mắt, nhìn qua cái kia một khối hệ thống treo mấy trăm năm bản hiệu, chậm rãi mở miệng, khóe miệng cong lên một vệt lạnh buốt đường công, giết thế nào. Tuyết sơn phái, thế nhưng là có tam giáo che chở, ta một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, cũng không dám tùy tiện giết người. Vừa nói xong, mấy người đều sững sờ lên. Cái này cũng không giống như là lão đại phong cách A đối diện tuyết sơn phái đệ tử gần như đồng thời buông lỏng một hơi nhưng mà cũng có người ánh mắt bộc lộ phẫn nộ hung hăng biểu thị ta tuyết sơn phái cũng không phải mặc cho ngươi xâm lược thiết hồ lão cẩu muốn làm con rùa đen rút đầu a à? la phong tự nói một tiếng đột nhiên bóng người nhất động giống như một đạo thiểm điện xét đánh hoành hành tay cầm quyền quyền pháp mãnh liệt truyền hừng hực quan mang lập lòe nhất quyền đánh phía bản hiệu dừng tay nơi xa truyền đến gấp rút tiếng rống to âm nhưng mà thanh âm còn chưa kịp la phong quyền nhanh phá không chi thế bẻ gãy nghiền nát âm âm nhất quyền nện ở tuyết sơn phái núi chữ phía trên trong khoảnh khắc như sơn băng địa liệt toàn bộ bản hiệu tứ phân ngũ liệt mảnh vụn hướng về bốn phía bay đi hùng hậu dồi dào lực lượng nghiền ép mà xuống thì liền dựng đứng mà lên nguyên nga đền thờ cũng lọc vào cái này một cổ sức mạnh mạnh mẽ trùng kích, ầm vang mà ngược lại, đập trúng không ít không kịp đào tẩu tuyết sơn phái đệ tử. Buồn bã tiếng vang lên, rên thống khổ. Không giết một người. La Phong bóng người đứng tại chỗ cao, nhìn xuống phía dưới, thanh âm lạnh như băng đứng chắp tay, có thể hôm nay, tuyết sơn phái đệ tử, toàn bộ phế bỏ. Hô! Bóng người nhảy lên, như là lông du biển cả, hùng ưng đỏ sức ăn. Bành! Bành! bành. Khoảng cách La Phong gần nhất mười mấy tên tuyết sơn phái đệ tử toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao thổ huyết, đang điền bị hủy, thân thể bay ra, ngã trên mặt đất một sát, thống khổ kêu thảm, ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Đối với võ giả mà nói, hủy bỏ đang điền, quả thực so dết càng làm cho người ta khó chịu. Thử nghĩ, vốn có một thân có thể đò sức sư cầm hổ lực lượng, đột nhiên biến thành một cái tay trói gà không chặt phế nhân, loại này tương phản, hội làm cho người điên mất thật ác độc la ma vương. Sau lưng, không ít xa xa đi theo võ giả gặp một màn này, đều là đều không tự chủ được đánh cái rùng mình. Muốn là cả tông bị phế sạch, tuyết sơn phái, cũng liền muốn tránh thức tại giới võ giả xóa tên. Dừng tay. Thét dài tiếng hét lớn âm truyền đến, thiết hồ lão tổ, rốt cục xuất lĩnh lấy tuyết sơn phái một đám hạch tâm đuổi tới. Nhìn lấy tuyết sơn phái mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiết hồ lão tổ trố mắt muốn nứt hai con ngươi tràn ngập lửa giận, cơ hồ điên cuồng hơn, hai mắt phun lửa, La Phong, ngươi khác khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. La Phong lãnh mâu nhìn chầm chầm thiết hồ lão tổ, nếu không phải ngươi tuyết sơn phái lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, thậm chí còn làm ra chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng sự tình, liền không có hôm nay sự tình. Thiết hồ lão cẩu, ngươi đệ tử không có đem lời nói mang về cho ngươi sao? Đã tuyết sơn phái không dung ta, ta là phong trong mắt càng thêm không cho phép tuyết sơn phái tồn tại. Lời nói hạ xuống, La Phong bóng người đột nhiên xông thẳng. Bóng người nhanh chóng, xuất thủ như gió. Không. Cứu mạng. Rất nhiều tuyết sơn phái đệ tử hoảng sợ muôn dạng, nhào nhào bốn phía trốn chạy, thế nhưng là, tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, lại có mấy mươi người ngã trong vũng máu, không có tử vong, thế nhưng là, toàn bộ trở thành phế nhân. Thống khoái. Phán quan mấy người cũng xuất thủ địa ngục chiến đội, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người vô cùng lực lượng. Nghiền ép địch nhân. Bắt cái kia hai tên nữ tử. Có người phát hiện, so ra mà nói, Thiên Y Lam cùng Tống Đại Huỳnh thực lực yếu kém, nhất thời trống to, muốn bắt hai người, áp chế La Phong. Liều mạng đánh tới. Thế nhưng là, rất nhanh liền lại lại lần nữa tuyệt vọng. Hai nữ sau lưng, có nhất tôn quái vật lớn tồn tại. Yến Quy Lai không có chủ động xuất thủ, thế nhưng là chủ động gánh vác lên bảo hộ hai nữ nhiệm vụ. Phàm là tới gần hai nữ, hơn nữa có thể đối hai nữ tạo thành uy hiếp tuyết sơn phái đệ tử, đều bị Yến Quy Lai một kiếm đâm xuyên đan điền. Mau lui lại. Hắn là kiếm thần Yến Quy Lai. Rốt cục có người nhận ra, nhào nhào kinh hãi, trốn chạy tứ tán. La Phong. Thiết hồ lão tổ vọt tới La Phong trước mặt, trố mắt muốn nứt, hai con ngươi trận to thành huyết hồng, tức giận đóng to, nắm tay chắc chẽ địa nắm được một khối lệnh bài phát ra phẫn nộ gào thét tuyết sơn phái tuyệt không cho phép ngươi tùy ý làm bậy hô la phong một quyền đánh ra đi thiết hồ lão cẩu la phong khinh thường miệt thị liếc một chút tại trú kiếm phong phía trên ngươi đều không địch lại ta hiện tại ngươi ở trước mặt ta quả thực không chịu nổi một kích lời nói hạ xuống một sát la phong quyền đầu đã vô hạn tới gần thiết hồ lão tổ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thiết hồ lão tổ hoảng sợ nổi giận bóng người lướt gấp lui lại đồng thời đóng to ta có lạc thần điện che chở ta nhìn ai dám động đến ta tuyết sơn phái thiết hồ lão tổ trong tay sau cùng một lá bài tẩy không đến bất đắc dĩ cửa cuối cùng đầu thiết hồ lão tổ tuyệt đối không sử dụng bởi vì khối này lạc thần lệnh chỉ có thể dùng một lần lúc trước thiết hồ lão tổ dâng lên cửu huyền thiên nữ hy vọng đạt được tam giáo che chở thế nhưng là cuối cùng Cửu huyền thiên nữ bị thần bí nữ tự áo xanh mang đi Về sau, cái này một thế lực phái tới sứ giả Cáo tri thiết hồ lão tổ Bởi vì dân lên cửu huyền thiên nữ có công Ban cho một khối lạc thần lệnh Có thể hồ tuyết sơn phái một lần Thiết hồ lão tổ lúc đó mừng rỡ như điên Thế nhưng là, hắn không có đi để lọt bất luận cái gì tiếng gió Đây là tuyết sơn phái một khối bình chướng Là thần điện, chính là thiên ngục cảnh địa một phương thế lực cường đại Nghe nói có chất cốc cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả tọa trấn Đáng sợ như thế thế lực Giới võ giả Dù là tam giáo Cũng tuyệt đối không dám trêu chọc Nơi xa Yến Quy Lai nghe nói là thần điện ba chữ Khuôn mặt phúc chốc đại biến Vừa muốn mở miệng hết lại La Phong Nhưng mà La Phong quyền đầu Thế đi không ngừng Vẫn như cũ ngang ngược bá đạo Thiên giai quyền pháp nghiền ép đánh tới Nhất quyền quanh phá thiết hồ lão tổ đang điện Thiết Hồ lão tổ liên tiếp cuồng thổ ba ngụm máu tươi, trong tay lạc thần khiến đều đã bay ra ngoài, ngã ở bên cạnh trên thềm đá. Oanh. Thiết Hồ lão tổ trọng thương ngã trên mặt đất. Ngươi vừa vặn nói cái gì? La Phong bóng người dừng lại, ta không nghe rõ. Phốc. La Phong lời nói vừa hạ xuống phía dưới, Thiết Hồ lão tổ chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, lại lần nữa phun ra một ngụm huyết tiễn. Khinh người quá đáng. Không coi ai ra gì thiết hồ lão tổ ánh mắt bộc lộ tuyệt vọng còn có vô cùng tận oán hận điên cuồng gào thét kiệt tê nội tình bên trong địa gào thét la phong ngươi cái này ma vương ngươi chết không yên lành la là phong đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiết hồ lão tổ ngươi không phải am hiểu thuật bói toán sao làm sao không có tính tới hôm nay bọn ngươi chết đi thiết hồ lão tổ mở to máu hai con mắt màu đỏ điên cuồng gào thét đối lạc thần lệnh bất kính chính là đối lạc thần điện bất kính Đối địch với Lạc Thần Điện, La Phong, người chết chắc. La Phong cước bộ một dừng, mày nhăn lại, Lạc Thần Điện. Trong tay hắn có Tử Thần Lệnh, có thể chưa từng nghe qua cái gì Lạc Thần Lệnh, Lạc Thần Điện. Đến mức mặt nguyên vụ từng từng nói với hắn thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực, phía đông Tử Thần cung, phía tây Tà Mộ phái, phương nam đang trận điện cùng phương bắc Tuyết Linh Sơn bên trong, có đại biểu cho Tử Thần Lệnh Tử Thần cung, cũng không có cái gọi là Lạc Thần Điện bất quá yến quy lai đuổi tới vẻ mặt nghiêm túc địa cáo tri la phong lạc thần điện đồng dạng là thiên ngục cảnh địa bên trong một cổ không thể khinh thường thế lực cường đại sau mặt tông phải cường đại hơn nhiều mà lại lạc thần điện toàn bộ đều là nữ tử la phong trong lòng trong nháy mắt chấn động đôi mắt trong khoảnh khắc sắc bén địa nhìn thẳng thiết hồ lão tổ trú kiếm phong phía trên xuất hiện nữ tử áo xanh thì là đến từ lạc thần điện thiết hồ lão tổ khóe miệng là máu tự mình điên cuồng liều mạng cười to ngươi chết chắc ngươi chết chắc giống như điên cuồng thiết hồ lão tổ một thân võ công bị phế giờ phút này đôi mắt chỉ có oán hận căn bản không tồn tại còn lại bất luận cái gì một điểm tâm tư la phong tâm lại là run rẩy lên nhất định là trừ cửu huyền thiên nữ tuyết sơn phái không có khả năng cùng lạc thần điện kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì ngọc la sát vô cùng có khả năng ngay tại lạc thần điện bên trong đúng La Phong đôi mắt đột nhiên sáng lên, cửu si lão đạo đã từng nói, Ngọc La sát chỗ địa phương, đều là nữ tử. Lạc thần điện. La Phong quyền đầu nhỏ nắm, hận không thể, lập tức liền bước vào thiên ngục cảnh địa. Nhưng mà, hắn còn chưa có tư cách. Chỉ có chất cốc cảnh cường giả, mới có tư cách bước vào cái chỗ kia. Mà lại, Yến Quy Lai nói, nghe đồn lạc thần điện, có chất cốc cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả tọa trấn, bực này lực lượng đáng sợ, căn bản không phải mình có thể ngăn cản. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi. La Phong trong lòng thầm mặc niệm lấy. Trong lòng niềm tin, chưa bao giờ dao động. Là thần điện, chưa chắc là vĩnh viễn cũng không thể vượt qua cao sơn. Thiết hồ lão tổ bị đánh tan, toàn bộ tuyết sơn phái, lâm vào một mảnh kêu trên, thê thảm hô to, tiếng cầu xin tha thứ âm liên tiếp vang lên. Địa ngục chiến đội, giống như theo địa ngục đi ra tu la. Xuất thủ, không lưu tình chút nào nếu không phải lão đại thực lực áp đảo thiết hồ lão cẩu phía trên hôm nay lọt vào đồ sát chính là chúng ta thiết diện thần sắc lạnh lẽo nhất chưởng lại nhất chưởng phế bỏ cái này đến cái khác tuyết sơn phái đệ tử sang bằng tuyết sơn la phong đang dùng chính mình hành động thực tiễn lời hứa dù là trở thành giới võ giả công địch cũng sẽ không tiếc hôm nay sau đó giới võ giả ai cũng biết la phong phòng tuyến cuối cùng người nào lại dám tùy tiện chạm đến la phong phòng tuyến cuối cùng trừ phi nhìn thấy la phong thi thể tuyết sơn phái xong nơi xa vây xem võ giả có người phát ra tiếng buồn bã cảm thán quá mức thủ đoạn độc ác tuyết sơn phái cũng không phải tất cả mọi người đắc tội hắn la ma vương a thế nhưng là la phong thân nhân bằng hữu cũng chưa từng đắc tội tuyết sơn phái lại gặp đến tuyết sơn phái ám toán xét đến cùng vẫn là quyền đầu nói chuyện Quanh. như vậy đại tuyết sơn ầm vang sụp đổ thiết hồ lão tổ máu me khắp người hai mắt tràn ngập oán hận đứng sừng sững lấy ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm la phong hận không thể khác máu ăn thịt la phong người chết không yên lành thiết hồ lão tổ liều mạng nguyền rủa la phong ánh mắt lạnh lùng người có thể đợi lấy chờ lấy ta sẽ chờ lấy thiết hồ lão tổ điên cuồng gào thét đôi mắt tràn ngập hận ý chiến đấu đã kết thúc. La Phong xác thực không có giết một người, có thể toàn bộ tuyết sơn phái đều phế bỏ. Từ đó, tuyết sơn phái đem tại giới võ giả, xóa tên. Mà La Phong, ma vương, tên, cũng chánh thức ngồi vững. Xuống núi. La Phong không có đợi lưu, hắn đối tuyết sơn phái phía trên hết thảy, không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Một đoàn người hướng dưới núi đi đến. Bỗng nhiên, một cổ dồi dào kiếm ý, từ trên trời giáng xuống trên tuyết sơn vốn là đã nhiệt độ cực thấp độ dường như thoáng cái lại hàng mấy phần tất cả mọi người cước bộ dừng lại ngẩng đầu nhìn lại xa xôi tuyết phong một chỗ bóng người ngự kiếm mà tới áo lam trung niên tóc dài phiêu giật hai mắt như kiếm phóng xuất ra sắc bén kiếm khí khuôn mặt lạnh nhạt vô tình đứng đang vỡ tan đền thờ phía trên ánh mắt chậm rãi đảo qua là ai đối lạc thần điện bất kính giờ phút này thiết hồ lão tổ đôi mắt phát sáng thanh âm bi thương hai đầu gối quỳ xuống đất bái kiến lạc thần sứ ngay sau đó thiết hồ lão tổ đôi mắt hung quang bùng lên chỉ la phong chính là kẻ này không nhìn lạc thần lệnh diệt ta tuyết sơn phái lạc thần sứ la phong lông mi dương nhẹ ngẩng đầu nhìn cái kia áo lam trung niên ánh mắt nhẹ nhàng hiếp lại nói khẽ yến tiền bối ngươi không phải nói lạc thần điện chỉ có nữ tử lạc thần điện hạch tâm toàn bộ nữ tử, nhưng là lạc thần điện cũng sẽ tuyển nhận bộ phận ngoại môn đệ tử, triệu hoán sử dụng, loại này người, không phân biệt nam nữ. Yến Quy Lai cứ việc chưa từng đi thiên ngục cảnh địa, có thể dừng lại tại quan nội cảnh 30 năm, hiển nhiên, tùy thời cũng vì một ngày kia bước vào chất cốc cảnh, tiến vào thiên ngục cảnh địa làm chuẩn bị, đối thiên ngục cảnh địa các đại thế lực, đều có giải. Cái này lạc thần sứ, hẳn là lạc thần điện điều động qua đến bên này ngoại môn đệ tử. Yến Quy Lai đôi mắt sắc bén nhìn chầm chầm áo lam trung niên, chậm rãi nói, hắn còn chưa tới chất cốc cảnh. La Phong cũng cảm nhận được. Chất cốc cảnh là một chỗ đường ranh giới. La Phong tự tin quan nội cảnh vô địch. Lạc thần sứ. La Phong không sợ, ta cùng ngươi lạc thần điện không quen, vì sao muốn kính ngươi lạc thần điện. Lạc thần sứ ra sân tư thái, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, để La Phong vô cùng khó chịu. Áo lam lạc thần sứ mắt như lợi kiếm, nhìn thẳng La Phong, đột nhiên, thanh âm như là chung cổ hạ xuống, quỳ xuống. Một tích tắc này, phản phất có một cổ vô hình chấn nhiếp lực lượng, trực kích La Phong linh hồn. La Phong ánh mắt xuất hiện chỉ một thoáng ngẩn ngơ, bất quá, cơ hồ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn chầm chầm cái kia lạc thần sứ, vừa mới, hẳn là đối phương một loại quỷ dị công kích linh hồn thủ đoạn, nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp La Phong linh hồn cường đại, La Phong quan nội cảnh, miêu tả xưa nay chưa từng có vạn Phật kim thân, cứ việc La Phong còn không biết cái này vạn Phật kim thân dịu dụng. Có thể bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, cũng đừng. Hồng rung chuyển La Phong hồn phách. a à, là thần sứ thần sắc toát ra một vệt kỳ dị. Giờ phút này, La Phong cũng đã động thủ, thân thể thả người nhảy lên, quyền đầu liền thẳng đến lạc thần sứ. Cái kia quỳ xuống người, là ngươi. Là Phong hét lớn. Trú kiếm phong phía trên, nữ tử áo xanh một chưởng kia một kiếm, hôm nay, trước đòi lại cái lợi tức. Một lời không hợp liền động thủ. Dù là đối phương là lạc thần sứ, thì liền yến quy lai cũng giật nảy cả mình, không kịp ngăn cản La Phong, La Phong bá đạo nhất quyền liền đánh phía lạc thần sứ. Oanh! Lạc thần sứ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay hơn 10 mét. Lạc thần sứ, là quan nội cảnh viên mãn. Yến Quy Lai lập tức mở miệng nhắc nhở, lấy hắn bây giờ cảnh giới, tự nhiên liếc một chút xem thấu. Là phong mặt vô diện trước, thanh âm băng lãnh, thì chút bản lãnh này. Là thần sứ bóng người ổn định, đôi mắt sát cơ hiện lên. Lại có không đến một năm, ta liền hoàn thành sứ giả nhiệm vụ, tiến vào thiên ngục cảnh địa, tiếp nhận cường giả chỉ điểm, tố ra kim thân, đánh vỡ gông xiền, bước vào chất cốc cảnh. Là thần sứ huy kiếm chém tới, đã ngươi dám đối lạc thần điện bất kính như vậy liền lấy ngươi đầu người trở về giao nộp trong chốc lát kiếm mang sáng chói đầy trời trải rộng ngay ngắn nghiêm nghị sắc bén kiếm mang giống như cùng thân người hợp hai làm một nhân kiếm hợp nhất la phong không sợ đôi mắt hàng quan lại là hừng hực vô cùng lúc trước trú kiếm phong hắn đã lĩnh giáo qua lạc thần điện thiếu nữ áo xanh kiếm pháp đó đáng sợ nhưng mà lúc này không giống ngày xưa trước mắt cái kia lạc thần sứ cho dù đồng dạng là nhân kiếm hợp nhất sử dụng kiếm pháp lại rõ ràng không bằng thiếu nữ áo xanh tinh diệu là phòng nhất quyền đem hắn đánh lui chỉ là quan nội cảnh viên mãn cũng dám trảm ta ngươi thì tính là cái gì quan nội cảnh tứ đại giai đoạn nội thị dưỡng sinh viên mãn kim thân lạc thần sứ bất quá quan nội cảnh viên mãn là phòng há hồi để vào trong mắt xuất thủ như điện nhanh chóng vô cùng, lấy sắc bén quyền pháp, cấp tốc trấn áp lạc thần sứ kiếm ý, cái kia không gì địch nổi bá đạo lực lượng, giống như hồng hoang chi lực, cùng cùng vọt tới, ung ung kéo đến, thế bất khả kháng. Rầm rầm rầm, là thần sứ chân đạp thềm đá, từng khối thạch đầu trải thành thềm đá vỡ tan vỡ vụn, bốn phía bay vụt, lưu lại một cái lộn xộn gấp rút dấu chân, mọi người bên tai không ngừng truyền ra tiếng vang, chấn động linh hồn. Lực lượng tác động đến bốn phía trên cây tuyết động liền mang theo cành khô bị bẻ gãy thậm chí có cây cối nhổ tận gốc bay ngang ra ngoài thật đáng sợ tất cả mọi người nhìn đến kinh ngạc đến ngay người trước kia là mà vương căn bản cũng không có bộc phát ra chính mình thực lực chân chính phen này xuất thủ trực tiếp trấn áp lạc thần sứ có thể xưng đáng sợ thiết hồ lão tổ ở ngực kịch liệt chập trùng điên cuồng hai mắt giờ phút này lóe qua một vệt hối hận la phong không ngờ khủng bố như thế. Cho dù La Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể tuyết sơn phái, cũng từ đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như lại cho thiết hồ lão tổ một lần cơ hội lựa chọn, hắn sẽ không hạ lệnh, đổi La Phong người bên cạnh ra tay. Có thể thế gian không có thuốc hối hận. Thiết hồ lão tổ đôi mắt lại lần nữa hiện ra điên cuồng, hôm nay không chết, ngươi cũng sống không bao lâu. Âu Dương giáo chủ nhất định sẽ thân thủ chém giết La Phong. Oanh! La Phong nhất quyền đánh trúng lạc thần sứ cánh tay trái, hùng hậu dồi dào lực lượng hóa thành một cổ duệ tiễn, như mũi nhọn giống như, đâm vào lạc thần sứ cánh tay trái, lạc thần sứ không bị khống chế kêu thảm một tiếng, cánh tay trái dường như bị vặn gãy, bất lực bãi xuống, thân thể lay động lui lại, lão đảo rơi trên mặt đất, thân thể dựa một gốc cây khô, khóe miệng bị rung ra một tia máu tươi, dương mắt, ánh mắt hoảng sợ, không dám tin tưởng nhìn chầm chầm La Phong. Nơi này, lại có thiên phú như vậy tuyệt diễm thiên kiêu hắn mới bao nhiêu lớn vậy mà cầm giữ có như thế hoành hành vô địch lực lượng lạc thần sứ cảm giác chính mình chỉ có một thân lực lượng đều bị một mực trấn áp không cách nào thi triển đi ra kẻ này thật là đáng sợ bất quá lạc thần sứ trong lòng đồng thời không quá nhiều vẻ sợ hãi hắn sau lưng có lạc thần điện thật sâu hít một hơi lạc thần sứ đôi mắt cao ngạo cũng thu liễm không ít ta không làm gì được ngươi, có thể ngươi đối lạc thần lệnh bất kính, cũng nên có cái bàn giao. La Phong từng bước từng bước tiến lên trước, giống như nhất tôn sát tinh, ngươi bất kính với ta, không cần bàn giao sao. Lạc thần sứ dựa lưng vào đại thụ, đồng tử đột nhiên vừa mở, một cổ lửa giận vô hình xông lên đầu, hắn thân là lạc thần sứ, ai dám đối với hắn bất kính. Làm càng. Lạc thần sứ chỉ La Phong hét lớn. La Phong đột nhiên phát lực, thân thể như là đạn pháo một dạng vọt mạnh, quyền đầu nắm chặt, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai, siêu cấp bá đạo, ngang ngược vô cùng, thiên giai quyền pháp, dời núi lấp biển, phá không tập kích, giống như thương long. Hô! Lạc thần sứ hoảng sợ biến sắc. Thân thể chật vật hướng về một bên liên tục đánh lăn. Quanh một thanh âm vang lên, hắn sau lưng cái kia một cây đại thụ trực tiếp phá vỡ lỗ thủng, sau đó bị phá hủy. Thịt cuốn tráng. La Phong hề cười, thần sứ đại nhân nguyên lai còn người mang tuyệt kỹ A. À? Là thần sứ khuôn mặt biến thành màu đen, lửa giận phun trào, ở ngực gấp rút chập trùng, ngươi là muốn tự tìm đường chết sao? Ôn ao. La Phong một cái cất bước mười mấy mét, tiếp cận lạc thần sứ, lực lượng hoành kích, bẻ gãy nghiền nát. Người chung quanh đều nhìn đến kinh ngạc đến ngay người. Cao cao tại thượng lạc thần sứ, lại bị La Ma Vương truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa, không bao lâu, một thân áo lam, cơ hồ nhuộm thành màu đỏ, càng không ngừng ho ra máu, thân thể bị thương nặng. Hưu La Phong nhất quyền đánh vào lạc thần sứ trên cánh tay, lợi kiếm tuột tay, La Phong tiếp được, lăng không vạch một cái, kiếm quan đột nhiên bắn ra bốn phía, ngược lại là một thanh kiếm tốt. La Phong kiếm chỉ lấy lạc thần sứ, thanh âm băng lãnh, quỳ xuống, nếu không, trảm ngươi. Thanh âm như là chấn nhiếp hồn phách, mang theo không gì địch nổi bá khí là thần sứ hiện thân câu nói đầu tiên, cũng là để La Phong quỳ xuống. La Phong bây giờ còn trở về, đồng thời tăng thêm một câu lợi tức. Hừng hực ánh sáng mặt trời hệ thống treo chân trời, chiếu rọi đến, tích tuyết tan, không khí phá lệ băng lãnh, thon dài thẳng tắp thân thể, trường kiếm chỉ về đằng trước, hai con ngươi như là minh nguyệt phóng thích băng lãnh thấu xương hàng khí, đem lạc thần sứ bao phủ, giờ khắc này, lạc thần sứ cảm giác giống như đặt mình vào địa ngục. Quỳ xuống. Hoặc là, chém. Là thần sứ trước mắt, dường như chỉ còn lại có một bóng người, một thanh kiếm sắt. Toàn thân không tự chủ được trung động động. Tử vong khí tức, chưa bao giờ có, bao phủ toàn thân, thân thể tự hộ thoáng cái cứng nhắc xuống tới, đóng băng thấu xương. Là thần sứ cảm giác, hệ thống treo ở trên đỉnh đầu cái kia một thanh kiếm sắt, tùy thời đều có thể sẽ chém dưới. Tuyệt vọng tâm cảnh, tràn ngập toàn thân. Bịch. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, cái kia cao cao tại thượng lạc thần sứ, hai đầu gối quỳ gối la phong trước mặt. Hắn, nhận sợ. Thật là một cái đồ hèn nhát. Gặp một màn này, Yến Quy Lai nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc toát ra khinh thường, hắn đời này, cũng liền dừng bước tại quan nội cảnh viên mãn, bực này sợ hàng, không có khả năng tố đến kim thân. Hôm nay việc này, sẽ thành hắn cả một đời tâm ma. Tuyết sơn 12 phong, tất cả võ giả đều trầm mặt nhìn qua cái kia một đạo cầm kiếm lạnh lùng thân thể, không dám phát ra cái gì một điểm động tĩnh. Chấn nhiếp toàn trường. Liền cao cao tại thượng lạc thần sứ, hắn đều muốn trảm, trên đời này, còn có cái gì hắn có dám làm sự tình. Phế vật. La Phong nhìn xuống lạc thần sứ, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, phút chốc, lực lượng rót vào, trường kiếm trực tiếp đứt gãy thành mấy đoạn, loãng xoảng điện ngã xuống đất, chui kiếm trong tay quăng ra, La Phong quay người, cất bước trời đi. Cất giọng cười to. Hắn biết, hôm nay biết được lạc thần sứ, thế tất dẫn tới đại phiền toái. Thế nhưng là, cái này lại như thế nào? Cùng nhau đi tới, phiền phức gì nhiều? Tuyết Sơn phái muốn lấn hắn. Tạm giáo muốn lấn hắn. Lạc thần sứ muốn lấn hắn. Đều hoàn toàn phóng ngựa tới. Trên Tuyết Sơn, quanh quẩn la phong ngạo khí cười to. Duy đại anh hùng có thế bản sắc là thật danh sĩ tự phong lưu bản sắc anh hùng rung động đến tâm can tuyết sơn mười hai phong quanh quẩn la phong thanh âm rửa sạch linh hồn dẫn phát trung động trực chỉ bản tâm như thế tâm cảnh nói đến đơn giản muốn chánh thức làm đến nói nghe thì dễ thử hỏi lại có mấy người có thể tại đứng trước đại uy hiếp lúc phát ra duy đại anh hùng có thế bản sắc là thật danh sĩ tự phong lưu hào ngôn lại rất nhiều Tuyết Sơn Phái đệ tử trong mắt giờ khắc này cái kia rời đi Ma Vương bóng lưng vô cùng to lớn như là ác mộng khắc nội tâm không có cách nào xóa đi không cam lòng tuyệt vọng Tuyết Sơn Phái hủy hoại chỉ trong chốc lát mà dựa vào bọn họ lời nói căn bản không có khả năng báo thù chỉ mong là thần điện có thể nhanh chóng tìm người chém giết La Ma Vương không ít Tuyết Sơn Phái đệ tử yên lặng cầu nguyện Thiết Hồ Lão tổ khuôn mặt băng hàng đôi mắt lóe ra hung quang, La ma vương, chờ không đến lúc đó. Như vậy đại tuyết sơn phái, chỉ có thiết hồ lão tổ biết, bởi vì mặt nguyên vụ một câu, tam giáo không có công nhiên nhúng tay việc này, thế nhưng là Âu Dương vô cực giáo chủ, bây giờ đã đến hàng châu cảnh nội. La Phong một lần, chắc chắn nhận lấy cái chết. La Phong, liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Thiết hồ lão tổ khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Cùng ngày, Tuyết Sơn phái tao ngộ, Tuyết Sơn 12 trên đỉnh đã phát sinh hết thảy, tin tức lấy cực nhanh tốc độ, bao phủ giới võ giả, dẫn phát sóng to gió lớn. Cơ hồ tất cả võ giả đều chấn động theo. Sang bằng Tuyết Sơn, là ma vương, vậy mà thật làm được. Tuy nhiên không giết một người, thế nhưng là cái này mẹ nó quả thực cũng là để Tuyết Sơn phái biến thành viện dưỡng lão A. Nghe đồn, tại trước khi đại chiến, Tam giáo đưa ra cảnh cáo, không được La Ma Vương làm sát kẻ vô tội, nhưng hắn cuối cùng cách làm cũng thật không có vết lung tung người, nhưng là ta làm sao luôn cảm thấy hắn đánh tam giáo mặt. Cái này La Ma Vương làm theo ý mình, từ trước càng rỡ, ban đầu ở Trú Kiếm Phong, hắn không phải vì cửu huyền thiên nữ, không tiếc cùng tam giáo khai chiến sao? Cùng xưng là La Ma Vương, theo ta nói, chẳng bằng phong hắn làm La cuồng nhân. Không hề nghi ngờ la phong lại đi năm đó đại ma vương mặc nguyên vụ con đường kia thế nhưng là hắn có đại ma vương thực lực giới võ giả xuất hiện hai đại ma vương trên thực tế lớn nhất lệnh ta chấn kinh là la phong vậy mà để lạc thần sứ trước mặt mọi người quỳ xuống các ngươi biết lạc thần sứ sao cái này liên lụy tới giới võ giả bí mật chúng thuyết phân vân đầu mâu trực chỉ đã kích la phong không ít tinh thần chính nghĩa bạo rạp đám võ giả lại lần nữa giấy lên thảo phạt la phong hỏa diễm, đánh ra trừ ma cờ xí, thế nhưng là, đại bộ phận đều là miệng pháo, chỉ có thể gọi là trách móc một phen A. À. Sáng ngày thứ hai, là thần sứ hiện thân, đồng thời tuyên bố, lúc đó tuyết sơn phái mấy trăm đầu vô tội tánh mạng nắm giữ trong tay la ma vương, ta cam nguyện thủ khuất, cho hắn quỳ xuống, đổi lấy mấy trăm đầu vô tội tánh mạng. Nhưng là, là thần điện không cho làm nhục, ta là thần điện cường giả, muốn buông xuống. Giới võ giả lại là một mảnh xôn xao. Một chút biết lạc thần điện tồn tại người, cả đám đều rung động, trong lòng trong nháy mắt phán định la phong tử hình. La ma vương, chọc vô cùng lớn tai họa. Không ai có thể trêu chọc được một chỗ tồn tại. Giờ này khắc này, la phong một đoàn người, còn tại tuyết sơn phái phụ cận trên trấn trong tử điếm. Bởi vì tư đồ minh phong cùng hoa thiên hổ cùng bọn hắn không cùng đường, la phong dứt khoát quyết định, tại chỗ đợi lưu mấy ngày huynh đệ đoàn tụ đồng thời cũng chú ý cũng các phương mưa gió cái kia lạc thần sứ cũng thật là không biết xấu hổ thiết diện cười nhạo vì mấy trăm đầu vô tội tánh mạng cái này cỡ nào không biết xấu hổ mới có thể mặc không đổi sắc nói ra như thế một phen a à? lạc thần điện xác thực quái vật khổng lồ thế nhưng là thiên ngục cảnh địa thông đạo không phải tùy thời có thể mở ra tạm thời không cần phải lo lắng yến quy lai trầm giọng nói hiện tại cái kia lạc thần sứ, bất quá là đang hư trương thanh thế a. À? Trận đánh hôm qua, giới võ giả đều vỡ tổ. Huyết ma cười nói, chỉ tiếc, dết đến không rất sản khoái. Một bên thiên y lam cùng tống đại huỳnh hai nữ nghe vậy, không khỏi trận mắt trừng một cái, như thế vẫn chưa đủ thống khoái. Các ngươi trả muốn thế nào? Có chút kỳ quái là, tam giáo, vậy mà không có tỏ thái độ. Thiên y lam vặn lông mày, riêng là mang thiên giáo, lấy các ngươi cùng mang thiên giáo ân oán, Âu Dương vô cực, lúc này, chí ít cũng sẽ đứng ra, trở thành lãnh tụ, đối phó ngươi cái này ma vương. Thiên Y Lam nghiêng mắt nhìn La Phong liếc một chút. Hoặc là bức bách tại mặt tiền bối uy hiếp, hoặc là... La Phong đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, mang thiên giáo, đã đang hành động. Trừ phi Âu Dương vô cực tự mình xuất thủ, nếu không, hết thảy không đáng để lo. Yến Quy Lai mở miệng. Mấy người chăm trước thương thảo, cảm thấy mang thiên giáo sẽ ra tay tỷ lệ cực lớn. Âu Dương Vân đoan chết, Âu Dương vô cực đoán chừng đã nhẫn nại thật lâu. Hoa Thiên Hổ đề nghị, không bằng chúng ta cùng tiến lên đạo thiên giáo, lão đại nói thế nào cũng là đạo thiên giáo ân nhân, Âu Dương vô cực, chưa hẳn dám lên đạo thiên giáo đòi người. La Phong trực tiếp lắc đầu. Theo liên thủ đối phó mặt nguyên vụ một chuyện đó có thể thấy được, tam giáo như thể chân tay, chính mình đi đến đạo thiên giáo, nói không chừng là đưa dê vào miệng cọp. Đương nhiên, tư đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ bây giờ thân ở đạo thiên giáo bên trong, những lời này, La Phong cũng không nhiều lời. Mấy ngày nay, tùy thời bảo trì cảnh giác chính là, Âu Dương vô cực, cũng chưa hẳn là không thể chiến thắng. La Phong cười một tiếng mở miệng, dập ra đề tài. Yến Quy Lai cười khổ lắc đầu. Âu Dương vô cực xác thực không phải không thể chiến thắng, nhưng là, hắn đúng là hiện nay giới võ giả gần như vô địch tồn tại. Thánh bản thứ ba, có thể hàng ở trước mặt hắn, cũng chính là có được thượng cổ hồng hoang mang vương thánh thể mặt nguyên vụ cùng nắm giữ thượng cổ như ý cự linh thánh thể đạo thiên giáo giáo chủ. Bực này phong hoa tuyệt đại nhân vật cường thế, không gì địch nổi, cường đại cùng cực. Giới võ giả bên trong, lại có ai dám cùng hắn tranh nhau phát sáng. Tiếp đó, mấy người đều không nhắc lại việc này, các huynh đệ khó được cùng tụ, thống khoái uống rượu, trò chuyện lên năm đó ở hiên viên các, truyền nước ta uy, dục hỏa phấn chiến thời kỳ, mỗi người, thần sắc đều toát ra nhớ lại, lòng ngực tràn ngập khuấy động. Màn đêm lặng yên buông xuống. La Phong một mình lặng lẽ rời tử điếm. Tuyết Sơn 12 phong nhất chiến, La Phong có rất nhiều cảm ngộ, thừa dịp cảnh ban đêm, lại đến Tuyết Sơn, tìm một chỗ chỗ yên tĩnh, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Một phen tu luyện về sau, La Phong cảm giác được, chính mình thực lực lại tinh tiến rất nhiều. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có cách nào đụng chạm đến chất cốc cảnh cánh cửa. Đánh vỡ gông xiền, thế nhưng là, gông xiền ở nơi nào? La Phong nhíu mày, dựa theo Yến Quy Lai nói, thân thể có chín tầng gông xiền, đem nhân thể tiềm năng, lực lượng, toàn bộ phong tỏa, một người tu hành quá trình, cũng là đánh vỡ thân thể gông xiền quá trình, thế nhưng là, dù là La Phong bây giờ đã tu được vạn Phật kim thân, có thể vẫn như cũ không có cảm giác được, trong thân thể, có cái gì gông xiền tồn tại? Cái này chỉ có thể nói rõ là Phong khoảng cách chất cốc cảnh, còn có cực xa một khoảng cách. Có lẽ, muốn đánh phá công xiền, bước vào chất cốc cảnh, phải dung hợp viên thứ tư thần bí hạt châu. La Phong tự nói. La Phong trong đầu, đột nhiên lại hiện lên hôm qua một mạng. Là thần sứ hét lớn một tiếng, nương theo lấy một cổ vô hình trùng kích linh hồn lực lượng, chấn động hồn phách. Đây là cái gì công kích thủ đoạn? La Phong trong lòng lại lần nữa dâng lên lòng hiếu kỳ, bởi vì, thủ đoạn tấn công như thế này khiến người ta khó mà phòng bị, nếu như mình có thể học được, tất có tác dụng lớn. Lạc thần sứ, xem ra, rất tất yếu, lại được gặp ngươi một chút. La Phong ngẩng đầu, liếc nhìn tuyết sơn phái chủ phong phương hướng. Trăng sáng không trung, trút xuống mà rơi ánh trăng bao trùm tại trên tuyết sơn, cho dù mất đi trước kia thần bí, có thể tuyết sơn 12 phong, vẫn như cũ nguy nga cao ngất, mỏng manh linh khí bốn phía, đền thờ xung quanh, vẫn như cũng một mảnh tàn mái hiên nhà đoạn nói, vẫn là trận đánh hôm qua sau lưu lại dấu vết. Không người quét sạch. Bất luận La Phong cuối cùng kết cục như thế nào, tuyết sơn phái, trước một bước diệt vong. Nhân tâm đã tán, không ít đệ tử, sớm rời đi. Còn có một số không chịu đựng nổi bực này kích thích, dường như bị điên, trắng đêm khóc trống. Thậm chí có người đối với thiết hồ lão tổ chửi ầm lên, hắn là tuyết sơn phái thiên cổ tội nhân. Trên thềm đá, một đạo áo trắng bóng người nhảy lên mà tới, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, bóng người như là nhẹ nhàng phi yến, trong nháy mắt liền mượn lực xông lên mấy chục mét, rất nhanh thì biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tuyết phong chi đỉnh, một chỗ đại điện. Đây là tuyết sơn phái bây giờ duy nhất một chỗ còn hoàn chỉnh chi địa. Rất nhiều đệ tử phẫn nộ tuyệt vọng, bốn phía đánh nền, chuyển đoạt trọng vận, có thể nơi đây, có lạc thần sứ tọa trấn, mấy tên tuyết sơn phái đệ tử mạo hiểm xông tới, trực tiếp bị lạc thần sứ đánh chết về sau cuối cùng an tĩnh lại nơi này là tuyết sơn phái liệt tổ liệt tông nghĩ lại linh đường thế nhưng là ta thẹn với liệt tổ liệt tông a à. thiết hồ lão tổ than thở khóc lóc cái này một đợt đã kích lại thêm đang điền bị phế thiết hồ lão tổ thoáng cái già nua thân thể không người dường như tùy thời đều muốn ngã xuống lau rơi nước mắt đôi mắt hung quang nhưng như cũ không giảm đều do cái kia la ma vương thủ đoạn độc ác. Thiết hồ lão tổ quỳ gối linh đường trước, lên án mạnh mẽ La Phong. Thiết hồ lão tổ chưa bao giờ nghĩ tới, cả kiện sự tình, là hắn bốc lên, cuối cùng chôn vùi toàn bộ tuyết sơn phái, hắn không từ tỉnh, ngược lại đem tất cả tội ác ngọn nguồn, đẩy đến La Phong trên thân. Đối với hắn mà nói, chính mình chỗ làm bất cứ chuyện gì, đều chuyện đương nhiên. La Phong liền nên chém thành muôn mảnh. Thiết hồ lão tổ bên cạnh thân, trên ghế, áo lam lạc thần sứ nhắm mắt tĩnh tọa sắc mặt còn ẩn ẩn có chút trắng bệch hồi tưởng lại hôm qua một màn lạc thần sứ không khỏi nắm chặt quyền đầu gân xanh thẳng bạo khuôn mặt vặn vẹo mấy cái ngươi nói là âu dương vô cực chuẩn bị xuất thủ chém vết la phong đúng vậy thiết hồ lão tổ hung hăng mở miệng thần sứ đại nhân ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi thôi được bây giờ thông đạo chưa mở ra lạc thần điện cường giả cũng tạm thời không đến được Lạc thần sứ thần sắc hờ hững nhìn một chút thiết hồ lão tổ, ngươi yên tâm, đang điền bị hủy, so như phế nhân, có thể đây chỉ là đối với võ giả các ngươi giới mà nói, tại thiên ngục cảnh địa, có một loại linh đang dịu dược, có thể tái tạo đang điền, ta là thần điện hứa hẹn hồ tuyết sơn phái chu toàn một lần, bây giờ tuyết sơn phái bị diệt, ta đem hướng điện chủ sinh, cho ngươi cầu một viên linh đan, khôi phục ngươi linh đan, làm bổ sung. Nghe vậy, thiết hồ lão tổ thần sắc trong nháy mắt bôi qua một tia sáng, thân thể không cách nào áp chế, kích động run rẩy, chật dập đầu quỳ xuống đất, đa tạ thần sứ đại nhân, đa tạ thần sứ đại nhân. Thiết hồ lão tổ lệ nóng doanh trong. Chỉ cần còn có thể khôi phục thực lực, liền có thể trọng chấn tuyết sơn phái. Hắn vạn không nghĩ tới, thế gian lại có linh đan như thế dịu dược. Thiết hồ lão tổ bờ môi nhúc nhích một chút, tự hồ muốn nói gì. Người khác si tâm vọng tưởng. Là thần sứ lạnh lùng mở miệng, tái tạo đang thuộc về cấp 2 linh đan, cho dù là tại thiên ngục cảnh địa, cũng chỉ có đang trận điện cường giả có thể luyện chế, có thể cho ngươi một khỏa, đã là trời ban ân huệ. Đúng. Thiết hồ lão tổ thần sắc cung kính. Hắn vốn còn muốn, dựa vào cái kia tái tạo đan, trực tiếp để tông môn đệ tử cũng ăn vào, cứ như vậy, trọng chấn tuyết sơn phái tốc độ, cũng đem tăng tốc. Bất quá, cái này cũng không quan hệ. Đợi La Phong vừa chết, thông đạo mở ra, tái tạo đang tới tay, đến lúc đó, tuyết sơn phái, chắc chắn trọng kiến. Thiết hồ lão tổ vô cùng chờ mong. Là thần sứ nhìn lấy thiết hồ lão tổ rời đi bóng lưng, thần sắc lạnh lùng, một lát, chậm rãi lắc đầu. Hắn nói như vậy, chỉ là tạm thời ổn định thiết hồ lão tổ tâm tình A. À. Tái tạo đang, quả thật có thể tái tạo đang điền. Có thể tái tạo đang công hiệu, vẫn còn ấm dưỡng, mở rộng, phong phú đang điền hiệu quả, thử nghĩ, một người đang điền vốn là như là hồ nước kích cỡ tương đương, gánh chịu nội lực có hạn, ăn vào tái tạo đang về sau, đang điền khuếch trương lớn mấy lần, nội lực càng nhiều, càng thuần, trong chiến đấu, phát huy ra lực lượng tự nhiên càng khủng bố hơn. Trân quý như thế linh đan, điện chủ, chưa chắc sẽ ban cho thiết hồ lão tổ. Cho dù là tại thiên ngục cảnh địa bên trong, cũng chỉ có siêu cấp thế lực xuất sắc nhất thiên kiêu con cháu mới có tư cách hưởng dụng một khỏa tái tạo đan mà đang trận điện bên trong bán đi tái tạo đang, càng thêm là giá trên trời. Đây hết thảy, Thiết Hồ lão tổ cũng không biết, hắn trả đắm chìm ở chính mình mộng đẹp bên trong, là thần sứ ngồi xếp bằng. Thời gian giây phút chảy xuôi. Một bóng người lặng yên buông xuống. Đáng tiếc là, La Phong không có nghe thấy Lạc thần sứ cùng Thiết Hồ lão tổ đối thoại, bóng người xuất hiện tại đại điện thời điểm, chỉ có Lạc thần sứ một người. Lạc thần sứ đột nhiên mở to mắt, đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt toát ra hung quang, là ma vương, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lời thề son sắc. Lúc này, một thanh âm sau lưng lạc thần sứ vang lên, thật sao? Trong chốc lát, lạc thần sứ trái tim kịch liệt vặn vẹo run rẩy một chút, hai chân vô ý thức run rẩy, toàn thân run lên, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hoảng sợ, thần sắc kinh hoảng, ngươi, ngươi, ngươi. La Phong khuôn mặt duy trì ôn hòa mỉm cười, có thể theo lạc thần sứ đây quả thực là ác ma ta không có ác ý la phong mở miệng bạch 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 lạc thần sứ liên tục lui lại thần sắc bối rối không có ác ý lão tử tin ngươi ta. lạc thần sứ bờ môi run rẩy ngươi muốn làm gì ngươi hôm nay không phải bắn tiếng lạc thần điện tuyệt sẽ không bỏ qua ta sao la phong khuôn mặt nụ cười thu liễm đôi mắt chỉ một thoáng phun trào ra băng hàng vô cùng quang mang như mùa đông sương tuyết, bao phủ tới, đóng băng mười dặm. Đã như vậy, ta cần gì lưu ngươi? La Phong tiến tới một bước, khí thế bành trướng, nghiền ép mà đi, như là đại sơn, áp bách đến lạc thần sứ không thở nổi. Lạc thần sứ đôi mắt chết trận to, toàn thân lông tóc dựng đứng. Chạm đến La Phong ánh mắt, lạc thần sứ tâm thần kịch liệt, hoảng sợ hoảng sợ, không muốn. Lạc thần sứ khuôn mặt trắng xám, đừng giết ta. Không giết ngươi, chờ ngươi giết ta. Là Phong ánh mắt băng lãnh. Không, ta hôm nay nói chuyện, chỉ là phô trương thanh thế A. Lạc thần sứ liền vội mở miệng, âm thanh run rẩy, thiên ngục cảnh địa thông đạo, còn muốn mấy tháng mới có thể mở ra, lạc thần điện người, căn bản không có khả năng xuất hiện. Ô, ngươi hù dọa ta. Là Phong ánh mắt càng băng lãnh, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Lạc thần sứ khuôn mặt thoáng chốc trắng xám vô cùng, miệng cà lâm, ta ta. Ngươi nói, ta dựa vào cái gì tha thứ ngươi? La Phong trong tay ánh sáng màu lam lóe lên, cửu lê thánh đao, sắc bén xuất hiện. Đao quang chiếu đến tầm mắt, chứng mắt vô cùng. Tha mạng. Là thần sứ liều mạng cầu xin tha thứ. La Phong lạnh lùng, ngươi có cái gì, có thể bù đắp được ngươi một cái mạng. Là thần sứ toàn thân một cái giật mình, thốt ra, ta cho ngươi một cái lạc thần lệnh. Vừa nói xong, La Phong đôi mắt sát cơ hừng hực, ta muốn nó để làm gì? La Phong đột nhiên vung đao. Không, là thần sứ hoảng sợ, hoảng sợ. Ta còn có một bảo bối. La Phong trong tay đau dừng lại. Là thần sứ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hai tay run rẩy, ánh mắt lóe qua dãy dụa, từ trong ngực xuất ra một phần quyển gia cừu. La Phong tiếp nhận một cổ ôn hòa như ngọc cảm giác truyền đến, cái này tựa hồ không phải quyển gia cừu mà lại đặc thù vật chất, nắm trong tay có loại ôn nhuận linh hồn cảm giác. La Phong mở ra. Vài cái chữ to xuất hiện tầm mắt. Nhất niệm thành binh. Hết chương 1120. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.